Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 sáu để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Saigon Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Saigon TV. Chúng tôi có trên Facebook, có trên YouTube. Quý vị có thể coi live bây giờ và coi lại sau đó. Nếu mà quý vị bận không cần là coi được live hay là coi trên TV. Trên TV bình thường thì miền Nam California là đài 56.10, Bắc Cali là 16.11 và bên Houston, Texas là 27.6. Đồng thời cũng có ở trên Lido Sài Gòn TV.com. Có nhiều người hỏi tôi là khi mà đánh cái chữ little sài gòn tv com vô đó thì nó hay nhảy lên cái địa chỉ khác là mylstv com cái đó là, là cái cũ cái đó là cái cũ yeah. à nhưng mà nó cũng hai cái đều đều coi được hết dạ um, yeah. nhưng mà little sài tv com thì cái đó nó có cái cái cập nhật uh... mới yeah. hơn yeah. À, yeah. À, thì quý vị có thể cũng có thể coi được trên mạng internet nữa à, coi được trên internet với những cái thiết bị điện tử đó thì quý vị có thể coi cả ngày Coi lúc nào cũng được hết, nếu có thời gian thì mình coi thôi à, Còn đi làm thì nhiều khi ở trong hãng xưởng thì mình để cho nó phát tiếng ra thì mình nghe cũng được nữa Ngày hôm nay có cái lạ là ngày khai thuế Trên bàn mình nó làm bớt căng thẳng bằng một cái bình hoa à. là, Hôm nay oh yeah, 15 tây tháng 4 là hàng chót khai thuế Không biết là có ai còn chưa khai thuế hay không Thường mấy người làm thuế nói rằng là cứ tháng, trong tháng giêng tháng hai đó là những người nào mà người ta nghĩ rất chắc chắn họ sẽ được nhận là tiền thuế thì là ồ ạt à. xong rồi những người mà biết chắc rằng là mình sẽ đóng thuế thì cứ ta, chờ kéo dài kéo dài chờ đến gần hết luôn rồi chưa kể khi mà khai thuế xong rồi thì nhiều người mới uh, uh, phát hiện ra ô mình còn thiếu cái này mình còn quên cái kia mà thường những cái thiếu cái quên đó đó là giúp để mà mình có thể lấy lại thêm tiền thuế thì lại phải làm những cái uh, um, giống như là sửa chữa sau đó để mà nộp lên thì vẫn ok có cái điều đó là uh, cái ngày uh, cuối cùng để được để khai thuế cho nó kịp đó, trước khi hết hạn đó thì các bưu điện ở chung quanh cùng vùng Lý ra Sài Gòn này cũng có nhiều bưu điện nha, chứ không phải là tất cả cũng có nhiều lắm họ mở cửa tới 12 giờ đêm hay là 10 giờ đêm vân vân tùy theo bưu điện để mà họ nhận người ta đưa thơ vào đóng cái mộc là đã khai thuế đúng ngày đó ngọc lan đó oh. cho nên đó nếu mà mình khai xong 5 giờ chiều đó mà mình đi gửi thơ đi thì nhiều khi bưu điện đóng cửa là thường thường là 5 giờ nhưng mà nhiều bưu điện sẽ mở cửa trễ ngày hôm nay để mà nhận thơ à, quý vị đồ họ đóng cái dấu vô là ồ oh, người này khai thuế đúng ngày luôn tức là hôm nay đã gửi rồi là 15 tháng 4 có dấu bưu điện đàng hoàng cái còn dấu bưu điện này cũng quan trọng lắm thì ra là bây giờ vẫn còn người khai thuế mà theo kiểu uh, gửi thư. Đó. Ngọc Lan nghĩ là lâu lắm rồi, toàn là mình sẽ làm theo là gửi uh, online, online hết, toàn là trên online tôi không có làm uh, tay nữa. Bây giờ thì uh, tùy theo uh, cái cái người nhân viên khai thuế và tùy theo cái người chủ uh, mà mà đi khai nữa. Nhiều khi họ nói thôi tôi không có muốn uh, làm online đâu, tôi sợ những cái gì mà lên internet lắm. Uh, thí dụ như là tôi sợ bị uh, đánh cắp cái tài khoản của mình hacker đồ này kia đó ừ, cho nên họ nói yeah. thôi tôi cứ tôi cứ gửi thơ đi hay là tôi nhận thơ người ta trả tiền lại cho tôi tôi nhận cái thơ đó rồi rồi tôi mang đi nhà ngân hàng tôi, tôi tôi đổi ra tiền chứ tôi không có muốn lên online làm gì hết tôi sợ danh tính tôi bị thất thoát ra ngoài rồi kia đó nên nhiều người người ta vẫn theo cái như lối hồi xưa như vậy đó cũng là một cái mà mà à, nó cho quý vị thấy có một... có một cái điều nữa Ngọc Lan À, gần đây trên mạng xã hội thì à, cũng nói theo cái kiểu giống như là hồi xưa và bây giờ đó thì nhân tiện luôn gần đây đó thì trên mạng xã hội đó, lâu lâu là lâu xuất hiện lên một cái bốc phốt và nói ui cái tôi đi ăn cái nhà hàng này thấy như thế này thấy abc này đó tôi đi ăn nhà hàng kia tôi thấy cái món này món kia abc gì đó thế thì sau khi cái bài bốc phốt nó đưa lên thì bắt đầu có nhiều người nhảy vô tôi cũng thấy vậy tôi cũng thấy vậy tôi cũng thấy vậy tại sao nó có cái trường hợp mà càng ngày nó càng nhiều cái như vậy là tại vì hồi xưa khi mà đi ăn nhà hàng chưa có mạng xã hội facebook chưa có zalo chưa có viber chưa có uh, internet đi khi mà người ta đi ăn người ta cảm thấy bất mãn về người ta nói với người trong gia đình hay là bạn bè mới đi ăn chỗ đó về thấy nó không có được tôi mới đi chơi cái chỗ đó về tôi không thấy nó cái gì vui hết cái như vậy chỉ có một số người nhỏ ít thôi Bây giờ nó tự do hơn, nó có mạng xã hội Bắt đầu họ mang lên Và những cái người mà người ta nghĩ rằng Mình cũng là những cái người mà bị như vậy Hồi trước mình không nói được Vì không không biết làm sao để nói Bây giờ mình nhảy vào mình nói luôn đó. Có những chuyện nó đã cũ rít từ, bao lâu rồi đó Họ cũng mang ra Thí dụ như là họ đi ăn cái nhà hàng đó ba năm về trước bây giờ họ cũng mang lại tôi cũng vậy nữa tôi cũng thấy là tự vậy như vậy như vậy đó cho nên á cái cái đấy đó là cái mà người ta bày tỏ cái gì mà người ta bức xúc trong nhiều năm hay là người ta không có cơ hội nói trước đó bây giờ họ nhảy vào họ nói theo tức là khi có một cái gì đó đưa lên mà nói rằng là tôi cảm thấy bị như vậy đó thì có nhiều người nhảy vô cái đó nó cũng có một cái lợi và nó cũng có cái hại thí dụ nếu trước đây không có mạng xã hội thì bà chủ nhà hàng ông chủ nhà hàng thì như thế nào thí dụ như là họ được nói rằng là cái món đó tôi thấy tôi ăn không thấy ngon đó thì họ cũng kệ ủa ông không thấy ngon thì kệ ông mà tôi thấy người khác thấy ngon thì họ cũng không có sửa đổi gì hết à, nhưng mà bây giờ đó để nó cũng có mang lại một cái lợi là dù nhà hàng đó thí dụ thấy cái món đó đúng thật nó nhiều người nói quá thì họ sẽ coi lại và họ sẽ sửa lại nó cũng là một cái hay nhưng mà có một cái đó nếu mà cái người đó mà cứ cố chấp mà cũng không chịu sửa sau khi mà nhận được nhiều cái than phiền thì dĩ nhiên cái nhà hàng nó sẽ đi xuống đó cho nên quý vị thấy cái thời buổi bây giờ đó ít khi mà người ta che giấu được cái gì lắm cho nên uh, chúng ta làm cái gì đó chúng ta phải làm tới nơi tới chốn làm cho đúng cái cái trách nhiệm của mình cũng như là cái cái công việc của mình chứ đừng có hờ hững quá là tại vì nhiều khi mà chúng ta làm cậu thả quá đó và bị mang lên mạng xã hội đó thì nhiều người người ta chưa biết tới mình người ta cũng sợ sau khi mà đọc người ta nói Ủa cái nhà hàng đó cái tiệm đó nó bị nhiều quá, nhiều người than phiền quá thôi, không tới nữa mặc dù mình chưa tới bây giờ. Đó, thôi không tới nữa, cũng là cái hại. Đó, nhưng mà cũng có cái lợi là nếu chủ nhà hàng mà nghe, nghe được những cái lời than phiền như vậy mà họ sửa lại thì dĩ nhiên nó sẽ tốt hơn sau này. Đó cho nên tôi thấy là hồi xưa và bây giờ nó có những cái hay và những cái không hay, nhưng mà nó cũng có cái để mà chúng ta gọi là coi hàng ngày ở trên mạng xã hội gọi là hội chứng đám đông, à, tức là thấy uh, có 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 người thì ở khi Facebook uh, mạng xã hội người thì gọi là like dạo, tức là đi ngang thấy cái bấm chửi dạo, thấy ai chửi nhà vô à, không có khen dạo nha, tức là cái chuyện mà mà khen một ai đó là hiếm lắm, à, mà thường á là chê hoặc là cái gì thì nhiều ừ. hơn, nó cũng có mặt tốt có mặt xấu. Um, tùy theo mỗi người thành ra nhiều khi đừng có để mình bị rơi vào Người ta gọi là hội chứng nắm đông có thấy người ta thì mình cũng hùa theo. À, thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm thứ sáu vừa rồi. thì bên chúng ta đã quen sử dụng Google rồi, mỗi khi mình muốn tìm kiếm cái gì đó thì mình cứ lên Google search nó ra à, thì đôi khi nhiều khi thì Google họ để luôn ví dụ như mình đang tìm hiểu về vấn đề ABC thì họ để luôn có những cái bài báo Uh, của cái hãng thông tấn này kia liên quan đến vấn đề đó để chúng ta chỉ cần click chuột vào cái thì là nó ra cái bài đó liền tuy nhiên bắt đầu từ hôm thứ sáu này thì Google họ bắt đầu họ thử áp dụng là họ ngăn những cái link đó uh, trên một số những cái um, account của một một số ít người nhưng mà mình cũng không biết rằng là đó là những người nào họ nói họ đang áp dụng thôi lý do đó là ở bên các nhà lập pháp đang yêu cầu trong thời gian sắp tới đây Google phải trả tiền cho những cái uh, cái cơ quan uh, truyền thông đó. Uh, lý do giống như đó là những cái thông tin đưa lên Google thì họ thu tiền được rất là nhiều. Uh, thì bây giờ đó giống như có một cái sự uh, chia sẻ với những cái uh, um, tờ báo hay là những cái nơi mà họ cung cấp tin tức như vậy. Bởi vì họ tính là trong thời gian qua trong 10 năm qua uh, có cái số lượng mà những cái tờ báo phải đóng cửa đó nó lên đến một con số là khủng khiếp à, gần họ nói là gần 1.000 ứng phẩm về báo chí đã mm. phải chấm dứt hoạt động trong thời gian qua à, lý do là khi mà người ta lên uh, uh, Google nhiều khi cái chỉ để cái link này thì người ta vô người ta coi thôi người ta không có đọc cái những cái tờ khác thì nó làm uh, giống như là nó không có một cái uh, làm sao để người ta vào để xem nhiều những cái chỗ đó thì bây giờ họ đang ngăn lại từ từ không phải chỉ Google mà sắp tới đây cả Facebook họ cũng sẽ bắt đầu họ áp dụng những cái chuyện như vậy nhưng mà vẫn ở cái mức độ đang thử nghiệm trên một số cái thì quý vị sẽ thấy rồi sắp tới đây cũng có tin cho rằng là Google có thể là tính tiền khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ mà chúng ta search để mà tìm kiếm những cái thông tin mà mình phải muốn bởi vì Google phải trả tiền cho người khác thì họ sẽ trả lại tiền của chúng ta à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, giới chức y tế ở Los Angeles vừa ra cái thông báo rằng là họ vừa phát hiện ra một người bị nhiễm bệnh sởi mà người này thì lại đi uh, du lịch vòng 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 ở khu vực uh, Los Angeles từ ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 1 tây tháng 4 và đó là lý do mà tại sao họ phải ra một cái thông báo để xem những ai mà có lui tới những cái khu vực này thì quý vị có thể phải nếu như mà chưa chích ngừa về bệnh sởi thì phải cẩn thận bởi vì cái thời gian nếu như mà phát bệnh nó ủ bệnh là trong tới 21 ngày lận mà bệnh này lại là bệnh lây lan nữa cho nên khi mà bệnh thì ngoài cái chuyện mà ho nhức đầu sổ mũi hay là chảy nước mắt, đỏ mắt thì sau đó nó sẽ dẫn đến là phát ban toàn thân mà phát ban này thì đối với lại con nít hay là những người người già hay là phụ nữ có bầu những người mà đã yếu yếu trong người đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. À, những cái khu vực mà họ đề cập tới đó thì bởi vì ở những nơi này người Việt Nam mình cũng uh, sinh sống quanh ở đây cũng có hoặc là lui tới cũng có. Ví dụ như vào ngày họ nói là những ai mà vào ngày thứ bảy 30 tây tháng 3 uh, năm 2024 mà có xuất hiện ở quanh cái khu vực mà khách sạn uh, Saraton Gateway Hotel ở 610 West uh, Century Boulevard. Từ 5 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ sáng. Hay là những người đến cái uh, tiệm Dennis ở số 5535 West đường uh, Century Boulevard cũng vậy. Rồi cái này mới là quan trọng. Những ai đi chơi ở chỗ mà Universal Studio Cái này thì quá đông người xuất hiện ở chỗ này. Cho nên là nói rằng bây giờ đâu có biết được cái người du khách này họ đến đó rồi trong đó nó minh mông. Cho nên là trong ngày thứ bảy này mà ai đi uh, Universal Studio thì cũng phải uh, chú ý đến sức khỏe của mình. Uh, rồi uh, tiếp theo là ở cái chỗ là Puka de cũng ở trong gần cái khu vực mà địa chỉ là một Universal Studio. Uh, rồi uh, cái tiệm, um, cái chỗ mà uh, Cletus Chicken Shack in Universal Studio, có nghĩa là quanh quanh ở trong cái khu vực uh, chỗ mà đi chơi này đó, thì quý vị sẽ phải chú ý trong ngày hôm đó. Rồi qua ngày chủ nhật, 31 tây tháng ba thì cũng vậy những ai mà xuất hiện ở chỗ khách sạn uh, Saraton Gateway Hotel thì quý vị để ý rồi uh, cái chỗ mà mua uh, Jack in the Box mua mua cái gì ừ, hamburger cái hamburger. loại như, như vậy uh, rồi uh, đi ra cái chỗ cái cầu tàu ở Santa Monica đó uh, rồi uh, ở nhà hàng El uh, Torito Mexican Restaurant cũng vậy uh, ngày thứ hai ngày 1 tây tháng 4 cũng là quanh cái khu vực uh, khách sạn và cái tiệm Dennis ở địa chỉ là 5535 West Century thì những ai mà quý vị xuất hiện ở trong những ngày này ở những khu vực này nhưng mà cũng lại thấy đặc biệt là ở cái chỗ mà Universal Studio thì chỗ đó đông ừ. vô cùng thì quý vị phải để ý bởi vì người ta nói rằng là cái bệnh này nó nguy hiểm bởi nó lây lan nhiều mà cái thời gian ủ bệnh thì nó đến 3 tuần tức là 21 ngày. À, do đó là quý vị phải chú ý đến sức khỏe của mình rồi nó tại vì nó sẽ lây á cho nên nếu như thấy mình bắt đầu là sốt nè ho nè đỏ mắt nè uh, chảy nước mắt nè sau đó là phát ban là biết là mình đã bị uh, dính bệnh rồi đó ngày hôm nay thì rất là nhiều tin uh, để gửi đến quý vị nhưng mà chúng ta đi những cái tin đó, nó gọi là local địa phương hơn chút xíu uh, <laughs> uh, là tại vì sau đó nó còn nhiều tin lắm nào là uh, Iran đã tấn công bên bên do Thái như thế nào rồi cựu uh, tổng thống Donald Trump ra trước vành móng ngựa ngày hôm nay là ngày đầu tiên để xử cái vụ án gọi là trả tiền bịt miệng một sao khiêu dâm mà lần đầu tiên xử à, hình sự một cựu tổng thống nữa của hoa kỳ nữa cho nên có nhiều tin quan trọng lắm rồi có nhiều người đã nhắn lại trong facebook là hôm nay giá vàng có lên hay không sau khi mà do thái à, bị tấn công bởi iran rồi thế giới sẽ như thế nào nếu chiến tranh xảy ra ở mừng trung đông nhưng mà mình đi những cái tin sáng hôm nay ở miền địa phương mình một tí À, ngày hôm qua thì có một cái chiếc máy bay nhỏ cái kiểu mà chiếc máy bay hai ba chỗ ngồi bốn chỗ ngồi đó cho chi tiết sáng hôm nay thì họ không nói loại máy bay nào nhưng mà cho biết rằng là à, chiếc máy bay đã đáp xuống biển ở ngay cái vùng Rancho Palos Verdes cái vùng này thì nó nó rất là đồi núi nhiều lắm à, tuy nhiên sau khi mà người ta có những cái báo động về một chiếc máy bay đáp xuống nước ở ngay cái bờ biển này đó thì người ta đã đưa đội cấp cứu tới ngay để mà tìm kiếm thì họ đã nhìn thấy một người phi công và một con chó bơi vào bờ an toàn nhưng không cho biết thêm chi tiết là à, tánh mạng à, tình trạng à, về vấn đề y tế của người này như thế nào họ chỉ biết nói chỉ nói rằng là đã bơi vào bờ an toàn thôi đây là những cái hình ảnh của à, cái vùng mà đó đây là cái toán người đi cấp cứu và đi tìm kiếm chiếc máy bay đã đáp xuống cái bờ biển này và họ đáp xuống nước đó. Cho nên họ đi tìm kiếm và họ thấy là người phi công và con chó để bơi vào bờ an toàn. À, tuy nhiên à, cái vụ xảy ra vào 5 hai 20 phút chiều hôm qua ở Rancho Palo Verdes à, chỉ có trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi. Thì một chiếc máy bay nhỏ cũng là một hai chỗ ngồi gì đó rớt ở vùng San Bernardino và chiếc máy bay đó thì làm thiệt mạng người phi công. À, cho nên à, cho tới ngày hôm nay thì À, các báo đều đang nói tức là, là họ đang tiếp tục điều tra coi chuyện gì đã xảy ra với lại hai chiếc máy bay nhỏ này, một chiếc thì rơi ở vùng San Bernardino và có người chết, còn à, cái chiếc mà đáp xuống nước ở ngay bờ biển của Rancho Palo Verdes á, chiều hôm qua năm giờ 20 thì an toàn hết, không có hành khách trên chiếc máy bay đó, không có người nào ngồi hết, chỉ có một người phi công và một con chó thì đã bơi vào bờ an toàn. Thì đó là chuyện xảy ra và sáng hôm nay thì tin tức cho biết là nhiều xa lộ ở trên vùng Los Angeles có một hai cái tai nạn mà chết người trên xa lộ cho nên họ tạm thời đóng lại cái xa lộ đó để điều tra. Cho nên sáng hôm nay đi làm mà nếu quý vị có đi lên những cái xa lộ mà trên vùng Los Angeles á thì mình nhớ bật radio lên để mình nghe cái tình hình trên xa lộ ngay giờ phút này. Tại vì cũng có một hai chuyện đã xảy ra và đã có người tử thương trên xa lộ cho nên họ đang đóng một vài đoạn đường lại để mà điều tra tiếp theo. Bởi vì khi mà mình đi làm mà mình tìm được cái chỗ làm mà gần nhà đó, ồ oh, cái điều đó sung sướng vô cùng. Ngọc là nhớ cái thời mình mới qua Mỹ khi đi làm mỗi ngày đi uh, lái xe khoảng 44 miles đi về 44 miles thì lúc đó uh, đi học một uh, một người một ông thầy trong trường đó là wow, đi làm cái quãng đường càng xa thì cuộc đời mình nó càng ngắn. Ừ. <laughs> Nên nó nhiều ý nghĩa lắm, nó đi quãng đường càng xa thì cuộc đời mình nó càng ngắn. Thưa quý vị, uh, khoảng uh, một hơn một giờ rưỡi sáng hôm chủ nhật thì cảnh sát cuối cùng đã bắt được một người đàn ông ông này làm gì đứng ở trên sân thượng của một cái apartment xong rồi chĩa xuống xuống bắn lung tung mm. khủng khiếp như vậy à, ông này ông đứng ở trên cái apartment đó gọi là ở trên cái cái, cái tầng cao nhất đó uh, marina del rey ở khu vực mà um, Xung quanh ở cái khu vực này người ta chưa biết được lý do vì sao mà ông bắn súng Chỉ biết là khoảng từ 10 giờ tối thì ông ta cầm một cái khẩu súng trường Và những ông ta cứ nã lên trời, bắn chỉ thiên lên trời Xong rồi bắn xuống những cái người mà đi đường phía dưới Thế là cảnh sát phải ra lệnh cho tất cả cư dân ở gần đó đó Họ nấp hết vào trong nhà đừng có bước ra ngoài đường ở trong hình thì quý vị thấy là cảnh sát đến đây nhưng mà cũng phải nấp bởi vì không biết lúc nào sẽ có thể là bị cái tên đó nó bắn xuống trúng đạn. Nhưng mà nhiều người dân á người ta cũng livestream cái ừ, cảnh đó. Ừ. Có nghĩa là bây giờ ở đâu cũng tìm thấy được là phóng viên nhà báo ở trên họ cũng livestream cái lúc đó chắc đứng ở trong nhà họ ở, quay. Ở, quay ra vân vân. Thì cảnh sát cứ ra lệnh cho cái người đó là bỏ súng xuống nhưng mà từ 10 giờ tối cho đến hơn 1 giờ rưỡi sáng thì cảnh sát mới bắt được người đàn ông này à, Không có nói về cái chuyện là có ai bị thương hay không à, Rồi bằng cách nào mà đã bắt được tay súng này Nói tổng số những cái viên đạn mà hắn bắn ra đó là khoảng à, ít nhất là 30 phát súng Còn hơn nữa không thì không biết Tên cũng chưa công bố luôn à, Tuy nhiên à, cái việc mà bắt được như vậy là người dân ở xung quanh nó mừng rồi Tưởng tượng mình ở trong một cái khu nhà tự nhiên có một người nào đó đứng mà chỉ súng bắn lung tung như vậy hết. Tại vì nói là không chỉ bắn chỉ thiên lên trời mà bắn cả nhắm những người đi ở dưới đường, những người chạy xe qua, cho nên chắc thế nào cũng có người bị thương á. Oh, à, nói về những cái này đó thì nó có cái hiện tượng nó thí dụ như là à, mặc dù là mình thấy những chuyện gì đó đang xảy ra, ừ. có người gọi 911 đi, ừ. nhưng mà cũng có rất là nhiều người đó hào hứng lắm, lấy phone ra ngay lập tức và núp vào chỗ nào đó rồi bắt đầu quay cái cảnh này lại rồi phát tán lên lên trên mạng xã hội đó cũng có nhiều khi đó có những cái có những cái gọi là privacy đó khi quý vị đưa những hình ảnh lên trên mạng xã hội nhất là hình hoặc là video quý vị nhớ nha cũng có nhiều cái nó liên quan đến vấn đề à, gọi là gì nhỉ à, cá nhân lắm ừ. cho nên cẩn thận không thôi lại bị kiện nữa chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888-880-8345 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lý Điều Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, trong uh, Hai tuần lễ qua đó thì có nhiều cái thông tin liên quan đến một cô gái 23 tuổi ở vùng Bắc Cali bị mất tích thì gia đình đăng lên tìm kiếm rồi cảnh sát cũng tìm kiếm với nhiều cái lo lắng tại vì mất tích mà thời gian lâu như vậy người ta rất là sợ. Tuy nhiên vào ngày 14 tây tháng 4 vừa qua thì mẹ của cô gái này đã đăng lên trên Facebook thì cũng từ Facebook đó mà người ta truyền đi để mà tìm kiếm cô đó đăng lên Facebook báo tin rằng là uh, gia đình đã liên lạc được với cô, uh, cô đã trở về một cách an toàn và vì những cái vấn đề riêng tư uh, cho nên là họ hy vọng rằng là không có những cái uh, cái lời bàn tán và ừ. trong thời gian tới thì có nếu có gì thì họ sẽ cập nhật thêm. Uh, tuy nhiên qua đây cũng là một cái câu chuyện để cho người ta giống như là những người bậc uh, cha mẹ hay là con cái đó người ta phải uh, để ý cô gái này là được theo như cha cô cho biết lúc mà báo cảnh sát đó thì vào ngày đầu tháng tư tức là giữa cô với lại cha mẹ có một cái cuộc cãi vã gì đó thì sau đó là cô rời nhà cô đi ừ. à, cô đi ngày hôm đó xong rồi qua ngày hai tây tháng ba thì gia đình bắt đầu à, sốt ruột Họ tự nhiên không có thấy cô về cũng không nghĩ là con cái mình bỏ đi à, xin lỗi là tháng tư đầu tháng tư rồi cho đến à, Ba cô nói rằng là khoảng 3-4 giờ sáng của ngày 2 tây tháng 4 đó thì tự nhiên nhận được tin là cô bị một cái tai nạn xe ở trên đường đi xuống dưới miền Nam Cali. Thì khi mà nghe như vậy thì lúc đó bố mẹ cô cũng nói chuyện được với cô mới nói rằng là bút cho cô một cái hotel ở gần khu vực Los Angeles nói rằng cô đến đó ở đó rồi xong rồi bố mẹ cô sẽ lái xe từ ở miền Bắc Cali xuống để mà mang cô về. Ừ. À, tuy nhiên khi mà ngày ba tây tháng 4 đó, khi mà bố mẹ cô đến cái khu vực cái chỗ khách sạn mà thuê cho cô thì không thấy tung tích cô đâu hết, à, không thấy gì hết. Rồi cái không biết làm sao để mà liên lạc được với cô. Rồi sau đó thì lại thấy rằng là à, qua đến ngày hôm sau thì lại có một nhận được một cái cuộc gọi điện thoại từ cái số điện thoại của cô, nhưng mà cái người mà mà giống như là gọi đó, đó thì là một cái người lạ, rồi xong rồi mới chuyển qua cho cô nói chuyện thì nó là cái giọng của cô nói chuyện giống như là nó không có bình thường ấp a uống vân vân. Rồi sau đó là không có tin tức gì nữa hết. À, rồi khi mà người ta điều tra ra đó, lúc mà báo cảnh sát thì đến ngày 8 tháng 4 thì cảnh sát mới công bố những cái chuyện này ra ừ. à, dư luận một cách là công khai thì nói rằng là người ta thấy uh, cô rời khỏi lần cuối cùng người ta thấy cô còn xuất hiện ở trên cái cái camera an ninh đó là vào ngày 3 tây tháng 4 đó là cái lần cuối cùng họ thấy cô ở đó rồi xong rồi sau đó là họ lại thấy được rằng là oh, ở ngay cái quầy mà check in ở ngay phi trường LAX đó cái quầy của Southwest đó, ừ. thì người ta lại thấy ở đó lại có một cái um, giống như một cái cái giấy tờ mang tên cô ở ngay đó nhưng mà lại không có cái bằng chứng là cô lên cái chuyến bay đó đi đâu hết. Nghĩa là hoàn toàn là bế tắc cho nên họ đưa lên với những cái thông tin nhiều để cho người ta tìm kiếm. À, tuy nhiên đến ngày 14 thì mẹ cô nói rằng là đã liên lạc được với cô, cô đã trở về. Đến giờ này thì người ta cũng không biết tại sao cô đã rời khỏi gia đình bằng cách nào rồi liên lạc ra làm sao. À, chỉ biết rằng thì cô này là một sinh viên ở trường Đại học Sacramento, 23 tuổi. À, ở Việt Nam hay là ở nhiều nơi khác cũng có chuyện những cái đứa con khi mà nó giận dỗi bố mẹ gì đó đi có đứa thì đi xong rồi có thể bị mất tích hoặc là bị bắt cóc vân vân, nhưng mà cũng có những đứa bé hay là những cô gái rời khỏi gia đình đi vì giận dỗi rồi sau đó trở về thì cũng chưa biết là như thế nào, nhưng mà đây là giống như là gia đình mà trải qua một cơn khủng hoảng vậy đó. Nói tới khủng hoảng đó thì thưa với cái vị cũng có một cái bản tin có liên quan tới cô gái nữa nhưng mà cái cô gái này đó thì bị Chuyện xảy ra là ở Florida nha, cô gái bị một tên có súng cướp xe và bắt cô phải lái xe theo ý của anh ta đi đến tới cái cái nơi mà anh ta giết cô ta. Thì cái câu chuyện xảy ra là ở bên Florida và hôm nay thì cảnh sát cho biết thêm đó qua các cuộc điều tra thì có nhiều người đã nộp lên cho cảnh sát những cái hình ảnh vô tình người ta quay được cái cảnh chiếc xe mà của hung thủ lái một chiếc xe Acura màu xanh Đi theo cô gái một chiếc xe truck màu trắng như thế nào. Rồi U-turn ở lại cái ngã tư khi đèn vừa xanh lên như thế nào. Rồi tên đó nhảy ra, leo lê lên xe cô gái, dí súng và bắt cô gái phải lái đi tiếp. Thì có những cái cảnh người ta quay được và cũng có những cái cảnh lấy lại được từ những cái camera an ninh. Thì đây là cảnh sát của Florida ngày hôm nay họ công bố. Đây là xe của hung thủ, chiếc xe Acura màu xanh lá cây. À, có biển số nè, họ đang tìm kiếm chiếc xe này. Còn chiếc xe màu trắng là của cô gái và chiếc xe này đã bị tên hung thủ nhảy vào và ép cô phải lái đi à, tới một cái 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 khu công trình đang xây dựng đó và mấy ngày sau thì họ được tin là có một vụ cháy xe ở cái khu vực này khi cảnh sát tới nơi thì thấy chiếc xe bị cháy hoàn toàn và trong xe thì có xác của một cô gái và họ nghĩ rằng đây là cái cái cô gái mà đã lái chiếc xe này đi bị cái tên hung thủ ép phải đi đó thì đã bị giết chết họ cũng tìm thấy được một vài những cái vỏ đạn ở chung quanh khu vực hiện trường nhưng mà họ cũng không cho biết thêm chi tiết là cô gái có bị bắn chết trước khi đốt xe hay không chỉ nói rằng là xác cô được tìm thấy mà cháy rụi đến nỗi mà người ta phải dùng tới cái hệ thống à, uh, uh, nha nhà nhà khoa đó tức là về vấn đề chụp hình lại những cái răng á, để mà người ta nhận diện được cho cô ta um, cái cô này là năm nay 31 tuổi cái tên thì dài lắm quý vị Catherine Altagracia Guerrero de Aguavivas, 31 tuổi. Cái tên rất là già cho nên mình gọi tắt là cô này là cô Catherine thôi. Đó, thì cái cô này cô nói rằng là à, sau khi mà cảnh sát điều tra đó thì mới biết được rằng trước khi mà cô này bị dí súng cướp xe, cô có gọi cho chồng cổ và nói rằng là hình như em đang bị theo dõi bởi một ai đó. Có một chiếc xe nó đi theo thì không biết là trong cuộc nói chuyện đó có bị cắt ngang hay không mà không thấy cảnh sát cho biết thêm chi tiết chỉ biết rằng là cô đó có gọi cho chồng chỉ một vài phút trước khi mà cái chuyện mà bị bắt cóc trên xe nó xảy ra và không biết là ông chồng trả lời với cảnh sát như thế nào à, khi mà điều tra về hai vợ chồng của cô này với cái vùng đó à, họ có cái chuyện gì ở đây hay không thì hai người không có hồ sơ gì với cảnh sát cả và hai người này vẫn thường xuyên đi tới cái khu vực uh, Seminole county của florida đó để mà uh, có tiệm hớt tóc ở đó hai người vẫn thường tới rồi có một tiệm ăn ở gần đó hai người cũng thường ghé qua thì họ chỉ biết rằng là sau khi mà đưa, đưa những cái hình lên thì những người chủ tiệm ở gần đó mới nói ô oh, khách của tôi đó uh, mấy người này hay tới đây để mà ủng hộ tôi này kia thì uh, không biết là tại sao uh, cảnh sát cho biết thêm là có thể thôi là hung thủ đã lựa đúng người tại vì đây ra một cô gái lái xe thì họ nghĩ rằng là hung thủ nghĩ rằng cô này dễ bị tấn công và anh hiếp hơn là những người đàn ông cho nên đây cũng có thể rằng là một cái nó vô tình cái cô này trở thành nạn nhân của một cái vụ cướp xe sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra mà cái xe bị đốt và xác của cô thì ở trong xe à, chuyện xảy ra hồi đầu tháng tư thưa với quý vị hôm tối thứ bảy vừa rồi đó thì lại thêm một cái vụ xả súng ở Chicago ừ. à, Làm cho một đứa bé 9 tuổi bị chết Rồi 10 người khác bị thương Mà trong 10 người bị thương thì có một đứa bé 8 tuổi Một đứa bé 1 tuổi Cảnh sát thì cho rằng là cái vụ này á, xảy ra là do có liên quan đến băng đảng Tuy nhiên hung thủ giờ này chưa bị bắt người ta đang kêu gọi là những ai có biết tin tức thì cung cấp cho cảnh sát. Nghĩa là sự việc này nó xảy ra vào tối ngày thứ bảy khi gia đình này giống như là một cái buổi tiệc gia đình, họ tổ chức ở trong như ngoài trời vậy đó, ở trong cái khu vực cái cái khu sớm của họ. Thì lúc đó nói là một chiếc xe chạy ngang và thế là từ trong xe đó những cái họng súng chĩa ra và bắn xối xả vào trong cái những người đang có mặt ở trong buổi tiệc đó thì một đứa bé được một đứa bé 9 tuổi đã thiệt mạng bố mẹ của bé này cũng bị thương luôn rồi một đứa bé một tuổi một đứa bé 8 tuổi cũng bị thiệt bị thương cùng với nhiều người lớn khác những người mà cảnh sát ở đây thì người ta nói rằng là chắc chắn đây không phải là một cái vụ giống như là bắn ngẫu nhiên mà nó có chủ đích tuy nhiên bắn có chủ đích nhưng mà những người mà bị ảnh hưởng bị thiệt mạng bị thương trong vụ này là những đứa trẻ có đến ba đứa trẻ như vậy thì đó là cái chuyện mà không thể nào chấp nhận được hết họ không có chấp nhận trong cái cách mà à, họ trả thù hoặc là à, do những cái um, bất uh, không có uh, hợp tác với nhau trong cái vấn đề làm ăn vân vân nhưng mà lại làm liên lụy đến những đứa trẻ và những người vô tội à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. chương trình này được bảo trợ bởi gọi ngay Mango Tours tám sáu sáu bốn để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy tám 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 quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV thưa quý vị Ngày hôm qua thì bắt đầu nhiều người Việt Nam đã chú ý đến cái tin đó là công ty xe điện VinFast đã bị một người nộp đơn kiện trong một cái vụ kiện tập thể. Đơn kiện này được nộp vào ngày 12 tây tháng 4 năm 2024. Ở đây là cái số hồ sơ của đơn kiện. Đây là nguyên cái đơn kiện dài 34 trang thì Ngọc Lan đang có ở trong tay. Ở đơn kiện này cái người mà đứng tên đó thì tên là Jeremy Kamau một người đứng tên và ông nói là đại diện cho tất cả những cái người mà rơi vào cái trường hợp tương tự ừ. tức là nếu như bản thân uh, tất cả quý vị mà ai thấy mình có uh, bị ảnh hưởng giống như thế này thì đều có thể là người đứng là trong nguyên đơn được hết um, ông này kiện đây là một vụ kiện tập thể ha Kiện thì đó là kiện cái công ty uh, xe VinFast nè, uh, kiện uh, bà Lê Thị Thu Thủy, rồi ông Phạm Nhật Vượng, rồi ông uh, David uh, Mansfield, rồi uh, anh Thị Lan Nguyễn, uh, Ngân Winston Winston, Linh Trung Di Roy, uh, Phạm Nguyễn Anh Thư và Nguyễn Thị Vân Trinh. Thì tất cả những người này thì trong đơn kiện họ có liệt kê ra cái vị trí vai trò của họ là gì, ở trong vì sao mà bị kiện. <laughs> xin lỗi. <laughs> Theo cái đơn kiện này á thì họ nói rằng lý do mà họ kiện á đứng cái đơn kiện tập thể này bởi vì đây là một vụ kiện tập thể về chứng khoán liên bang. Đó, họ thay mặt cho một tập thể tất cả những người và những cái những tất cả các đơn vị luôn mà không phải là bị đơn đã mua hoặc là mua lại chứng khoán của VinFast. Như vậy là những ai có thể là trở thành nguyên đơn đứng trong này là phải có mua cổ phiếu của vinfast à, rồi tại sao mà họ lại kiện như vậy à, quý vị có thể là đọc trong này thì thấy rất là nhiều nhưng mà ở đây ngọc lan chỉ lượt ra một số những cái điểm chính ở trong cái đơn kiện này thôi à, họ nói rằng là trước và sau khi mà xác nhập đó thì vinfast đã nhiều lần tuyên bố là cái công ty này sẽ tập trung vào việc là đạt được những cái hoạt động mà hiệu quả, rồi à, tích hợp công nghệ và sẽ liên tục cải tiến các quy trình. À, rồi xong rồi họ cũng à, tuyên bố rằng là họ sẽ dự kiến là số lượng xe đó à, sản xuất sẽ từ 40.000 cho đến 50.000 xe ở trong cái à, cái năm 2023. À, rồi à, tiếp theo đó thì họ đưa ra những cái hồ sơ nói rằng là đã được để chuẩn bị để mà đưa bán cái cái cổ phiếu nhưng mà những hồ sơ này đã được chuẩn bị một cách rất là tẩu thả. À, công bố đó thì sai sự thật à, rồi bỏ ra nhiều những cái cái yếu tố mà khiến cho người ta có thể nghĩ rằng là có những cái sự à, nhầm lẫn vân à, vân. Rồi à, họ đưa ra nhiều cái những cái cái lý do mà trong này khi mà họ liệt kê ra sẽ thấy được rằng là họ sẽ sử dụng những cái bài báo đăng trên báo chí hoặc là những cái trả lời của những người đại diện cho VinFast đăng trên các báo chí khắp nơi. Rồi tiếp nữa họ nói rằng là đó như Ngọc Lan nói là trong họ lấy nhiều cái dẫn chứng ra ví dụ như là vào ngày 15 tháng 10 năm 23 thì trên cái tờ báo mà Lumber có cái tựa đề về VinFast sẽ bành trướng Đông Nam Á đó phải huy động thêm vốn thì trong đó cái người đại diện họ đã nói như thế nào để cho người ta thấy rằng là cái công ty này nó sẽ phát triển rồi xong rồi đến ngày đây mới là cái điều quan trọng. Họ nói ở trên tin tức thì vào ngày ngày 16 tháng 10 thì cái giá của Vinfast nó đã bị giảm 1.45 đô la cho một cái xe tức là nó bị giảm đi là 18.17%. À, rồi xong rồi à, tiếp theo đó đó thì đến ngày mà 18 tây tháng Giêng của năm 2023 à, thì VinFast lại tiếp tục có những cái cái thông báo khác để mà giống như là à, cho thêm những cái dữ kiện về xe về cái mục tiêu của công ty này vân vân. Rồi với những cái thông báo như vậy nhưng mà cái cổ phiếu đó thì cứ nó cứ liên tục là nó đi xuống. À, họ đưa ra ở đây là vào à, đầu tiên hết thì à, cái giá của cổ phiếu rớt là 0.13 sen à, rồi thì nó gần với cái mức là 5 đồng.64 chấm sen cho một một cổ phiếu vào ngày 18 tháng giêng à, của năm 2024, tức là tổng cộng lại cho đến cái thời điểm họ tính ở đây là tháng giêng của năm 2024 đó thì đã thấy là cái công ty này nó bị lỗ xuống là 80 mấy phần trăm. À, rồi từ ở chỗ mà một cái một cái xe của nó, một cái cổ phiếu của nó là 37 đồng chấm 6 sen thì vào ngày 18 vào ngày 15 tháng 8 của năm 2023 là giá như vậy nhưng mà đến tháng giêng thì nó chỉ còn có 5 đồng mấy. Nhưng mà nếu mà quý vị căn cứ ở đây mà theo cái giá cổ phiếu của ngày hôm nay á, tại thời điểm này á, nó chỉ còn có quý vị nhìn thấy ở đây chỉ có 3.39 cent thôi ngay tại thời điểm mà Ngọc Lan đang nói có nghĩa là nó đã thấp hơn rất là nhiều so với cái lúc mà họ viết cái đơn kiện này để họ chuẩn bị cái hồ sơ mà họ kiện đó nó còn tụt nhiều hơn nữa hiện bây giờ ngay thời điểm này chỉ có 3 đồng chấm 39 cent còn ở đây họ đấy cái thời điểm là 18 tháng giêng của năm 2024 Thì vẫn còn được là 5 đồng 64 cent Đó thì với nhiều những cái lý do họ đưa ra như thế Thì họ mới yêu cầu những cái chuyện là họ khiếu nại như thế nào ừ. Họ ra làm sao, họ đưa ra nhiều cái bài báo Thì quý vị có thể đọc Và Ngọc Lan nghĩ có lẽ là từ cái tin tức này ngày hôm qua đưa ra Với cái đơn kiện này mà nó góp phần Thêm cho cái chuyện mà cổ phiếu của VinFast ngày hôm nay nó bị xuống như vậy. Ở trong này đó, thì cái người mà đứng đơn này họ cũng cho biết là ông cũng là cái người mua cổ phiếu chứ không phải là không. À. Thì ông đưa ra ở đây là trong cái bản mà kèm theo đó, ông cho thấy là ông mua 200 cổ phiếu. Ông mua 200 cổ phiếu với cái giá là đây, 200 cổ phiếu. À, Ngày... Mười mấy đồng, mười mấy đồng một cổ không, phiếu. Ông mua vào ngày 30 tháng 8 của năm 2023, cái giá ông mua lúc đó là 46 đồng. 46, đồng. 59 sen một cổ phiếu. Thì đây là cái giá ông mua đó. Thì bây giờ cái đơn kiện này ý rằng là với tất cả những cái thông tin đưa ra đã không có được chuẩn bị ví dụ như cổ phiếu lên sàn như vậy những cái thông tin họ không có được chuẩn bị một cách chu đáo rồi những cái uh, tiến trình họ nói chuyện về cái hướng phát triển của công ty có nghĩa là tất cả họ gom lại để họ thấy rằng giữa những cái tuyên bố của công ty VinFast những người đại diện với lại cái thực tế thì nó hoàn toàn nó khác nhau và dẫn đến cái chuyện là nhiều người đã bị lỗ lã khi mà tin vào cái chuyện này thì bây giờ kiện chưa biết là việc này chưa có thấy cái phản hồi nào từ phía VinFast hết bởi vì cái đơn này mới nộp ngày 12 tây tháng 4 thôi như vậy thì nếu mà tôi có cổ phiếu của VinFast đi thì ông này có đại diện cho tôi để đi kiện nó như vậy không? Ờ, nếu như anh Nguyễn Trường muốn tham gia vào đây tại vì các vụ kiện tập thể này như đã nói nếu mình thấy mình giống như trong trường hợp người ta à, nêu ra à. thì mình đều có thể đứng chung khi mà người ta chia tiền đó thì mình có thể tên... <laughs> nói thêm một chút xíu nữa thưa với cái vị trong ngày 26 tháng 3 cho tới 6 tháng 4 vừa qua thì có một cuộc triển lãm về xe lớn nhất ở bên Thái Lan À, hàng năm đó thì người ta vẫn có cái chương trình này nhưng mà trong mùa đại dịch đó thì họ đã ngưng lại cho đến năm nay thì họ mở lại và đã có khoảng 53 hãng xe tham gia để mà trưng bày xe tại đây tuy nhiên tuy nhiên thưa quý vị chỉ thấy là xe VinFast không có nằm trong cái chương trình uh, triển lãm xe kỳ này ở tại cái chương trình triển lãm xe lớn nhất của Thái Lan mặc dù là VinFast có ký một hợp đồng với lại một vài hãng taxi ở bên Thái Lan để mà cung cấp xe điện cho 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 bên Thái đó nhưng mà không biết tại sao là không có trong cái chương trình triển lãm này à, và trong cuộc triển lãm này thì họ dự đoán họ tính ra đó thì có khoảng là 1.5 hơn triệu người tới đây để xem những cái loại xe dòng xe đời xe và trong lúc mà coi như vậy đó thì họ cũng có bán được xe tại đây nữa những cái hợp đồng lên tới cả 8.000 chiếc xe Toyota 7.000 chiếc xe Mitsubishi rồi 6.000 chiếc xe Nissan vân vân thì theo như cái thống kê ở đây cho thấy đó thưa quý vị đây là những cái hãng xe nào có Mercedes, Isuzu, Honda, Lexus rồi MG nhiều lắm nhưng mà họ bán ra nha 8.540 chiếc xe rồi BYD đứng hàng thứ nhì là 5.345 chiếc xe Honda đứng thứ ba với 4.607 chiếc xe và còn vân vân nhiều lắm đó là cái chương trình triển lãm xe vừa qua chúng tôi sẽ quay lại sau một vài phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. Thưa quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Ở trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói về cái việc mà công ty VinFast cùng với những người đứng đầu của công ty này đã vừa bị một cái đơn kiện tập thể. À, đây là đơn kiện tập thể à, mà cái trong vụ kiện này thì họ yêu cầu phải có jury tức là bồi thẩm đoàn đó. Dĩ nhiên ai cũng có thể kiện được hết, à, muốn kiện cái gì kiện nhưng mà cái chuyện mà kiện đó có đúng hay là không thì còn phải chờ ở phía bên mà bị kiện lúc đó thì họ sẽ có những cái phản hồi lại thì nếu như mà lập luận của họ đầy đủ vững chắc thì dĩ nhiên cái bên kiện sẽ bị thua nhưng mà nếu như mà bên bị kiện mà không có đầy đủ những cái lập luận hoặc là bên kia người ta chứng minh được là bên này như vậy là rõ ràng là nói dốc thì họ sẽ phải chịu những cái thiệt hại hoặc là sẽ bồi thường như thế nào để cho liên quan đến cái vấn đề này còn cái chuyện mà Vinfast ngày hôm nay uh, cổ phiếu xuống đến cái mức mà uh, rất <laughs> Thấp là nhất gia từ đó tới giờ quý đó. vị sẽ thấy uh, cái lúc mà cao nhất cái thời điểm mà cao nhất ở đây á uh, uh, lên đến nó à, rất 8 là mấy nhiều Và, nhưng mà đến ngày hôm nay uh, thì nó còn có chút xíu tiền thôi có ba đồng mấy thôi uh, cũng là liên quan đến tin Việt Nam thì bắt đầu từ hôm uh, ngày hôm cuối tuần từ cuối <laughs> tuần ở Việt Nam xôn xao cái chuyện hồi đó giờ mình nghe nói Việt Nam những ngày qua thì nóng rồi cả không phải ở chỉ Sài Gòn không mà cái khu vực phía Nam luôn quá là nóng dẫn đến hạn hán vân vân nhưng mà có cái chuyện mà một ông uh, tiến sĩ ở Việt Nam ở Sài Gòn ông này giữ những cái chức vụ quan trọng mà lại viết một cái thư giới thiệu một người sẽ làm cái chuyện là lập đàn cầu mưa để mà cầu cho mưa xuống cho người dân đó thì cái điều này khiến người ta phải xôn xao. ở trong này á là ông này, ông một ông này là ông tiến sĩ nha. Ông tiến sĩ, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp. Ông này là giám đốc trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa khoa học công nghệ, là giảng viên thỉnh giảng cao cấp của ba trường đại học và nguyên là phó viện trưởng viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người tức là ông này là không phải là một người uh, bá vơ nào ở đâu nhưng Điển mà ông, yeah, ông uh, viết thư ông giới thiệu một người tên là lê minh hoàng nói là ông lê minh hoàng này là ở hà nội nói trên mạng lan truyền rằng ông lê minh hoàng này là một người có thể có cái khả năng là cầu mưa cầu bằng cách nào tức là ông nói là ông chỉ ngồi đó ông khấn thôi ừ. à, thì mưa sẽ xuống mặc dù cái ông mà giới thiệu ông tiến sĩ nguyễn hoàng điệp á ông nói rằng cái việc này chưa có được kiểm chứng nhưng mà ông cũng giới thiệu để xem coi ông này có cầu mưa xuống được cho mọi người được hưởng lợi hay không nếu như mà có mưa xuống thì điều đó tốt còn nếu như mà không có mưa xuống thì ông đó là nói tầm bậy tức là khi mà ông giới thiệu là một cái văn bản giới thiệu đàng hoàng nhưng mà ông lại nói chuyện cái kiểu mà như là nước đôi như vậy đó tức là giới thiệu nếu mà ông đó lập đàn cầu mưa mà cầu được thì tốt mà nếu không được thì ông đó là người nói bậy à, dĩ nhiên khi mà cái thông tin này đưa lên thì nhiều người những người mà nhà khoa học thì người ta nói là không thể nào có cái chuyện mà ở đây là thế kỷ mấy rồi mà còn nghĩ đến cái chuyện một người lập đàn cầu mưa như thế rồi bây giờ đến cái ông mà được giới thiệu đó, cái ông mà được giới thiệu à, thì ông ta nói cái gì? À, cái người mà được giới thiệu đó ông nói là ông sẽ dùng cái cách là cầu nguyện sau 4 ngày thì sẽ có mưa. Đó, cầu 4 ngày. Ông nói rằng là trước đây ông đã từng cầu mưa như vậy ở Hà Nội cho bớt ngã đổ vì gió đồ vân vân. Rồi hỏi là cầu sao thì ông nói là à, ông chỉ ngồi yên rồi ông cầu nguyện thôi, nhưng mà ông biết ông có cái khả năng đó nhưng ông không thể nào tự mình ông đi đến từng tỉnh thành để giới thiệu rằng là tôi là người biết cầu nguyện cho trời mưa, cho nên ông phải nhờ đến những người mà người ta có uh, tên tuổi thì người ta giới thiệu như vậy thì nhiều người uh, sẽ biết, cho nên là ông nói rằng là ông nhiều cái uh, cái kinh nghiệm về cái chuyện này uh, nhiều nơi đã từng uh, là giống như là chứng nhân cho cái chuyện này ông dẫn ra uh, rồi ông nói rằng là có um, cái nơi mà có ông uh, Giám đốc của một cái hợp tác xã Đã ký chứng nhận rằng Là ông này đã cầu mưa Và cầu cho cây lúa bớt đổ Vậy đó Cho nên là đã có cái chuyện đó xảy ra Thế là người ta lại đi Truy ra cái ông giám đốc của cái hợp tác xã nào Mà đã ký xác nhận là Ông Lê Minh Hoàng biết cầu nguyện Cho cây lúa bớt đổ Đó thì khi mà người ta đi truy ra Ồ cái chuyện mà Ông mới đầu tưởng là cái giấy đó giấy giả nhưng mà sao là thật Giấy đó có con dấu được đóng thật Bây giờ người ta lại bắt đầu quay ra Ủa ông này tại sao mà một cái chuyện Mà nó nó không có mang tính khoa học như vậy Mà lại lấy cái mộc của nhà nước Để đóng vô xác nhận Rồi ông này mang những cái đó đi thì không biết là quý vị nghĩ làm sao mà không biết rằng là bên giới chức ở Sài Gòn hay là ở Việt Nam có chấp thuận cho ông này thử lập đàn cầu mưa bằng cách là ngồi cầu nguyện trong 4 ngày để xem coi là mưa có xuống, mưa thuận gió hòa cho mọi người hay không? Năm nay là năm 2024, <laughs> nhưng mà bây giờ nếu mà ông Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đi Ông nói rằng là bữa đó tôi lên mặt trăng tôi thấy có chú cuội ngồi ngay gần một cái cây đa và có hàng nga gì đó lợn vẩn gần gần đó đó. Thì không biết là quý vị có biết là nên tin hay là không tin là trên mặt trăng có chú cuội nhé Rồi có hàng nga này kia nữa thì tin hay không tin. Để tôi không biết nhưng mà thôi với quý vị lập đàn cầu mưa thì rất là nhiều người đã bình luận và họ nói rằng là Ủa, tại sao phải lập đàn cầu mưa? Tại sao ông không ngồi chỗ nào đó, ông lập đàn ông cầu mưa đi mà phải được giới thiệu lên bởi một ông tiến sĩ ở khoa dịch thuật rồi khoa công nghệ yeah. mà bây giờ dân mạng thì lại nói, Ủa bằng tiến sĩ đó mua hồi đó mua bao nhiêu? <laughs> ở ở đâu bán cái bằng tiến sĩ đó cho ông này? đó mà ông lại đi giới thiệu, mà ông còn kèm theo một câu nữa là chưa kiểm chứng, huh? đó, đã chưa kiểm chứng nhưng cái ông mà được giới thiệu là sẽ lập đàn cầu mưa. Ông có nói thêm một câu, sau 4 ngày chắc chắn sẽ có mưa. Nếu không có mưa là tại vì người dân không có khao khát. <laughs> mà trong khi dự báo thời tiết là trong vài ngày tới có thể có một ít cơn mưa mưa rông. Cho nên đó, nếu mà có mưa thì ông sẽ nhận rằng tôi đã cầu mưa được. Ừ. Còn nếu không có mưa là tại vì tình hình của người dân không khao khát Tinh thần không khao khát có mưa cho nên ông trời cũng không có làm ra mưa Nhưng mà ngày hôm nay có một cái bản tin rất là hay thưa quý vị Đó là ông Thiêm Cúc Ông Thiêm Cúc là à, à, Tổng Giám Đốc CEO nha của công ty Apple Công ty Apple ta không biết rồi Ai cũng xài iPhone, ai cũng xài Macbook, ai cũng xài iPad, rồi Airpods nè, Rồi nhiều sản phẩm khác nữa của công ty Apple thì công ty Apple ông Tim Cook có hai ngày ghé lại Việt Nam trong một cái chuyến đi thăm vùng Đông Nam Á thứ nhất là để tăng cường cái sự gọi là à, kinh tế giữa công ty Apple với Việt Nam kể từ hồi đại dịch thì họ thì công ty Apple đã đã gọi là à, chậm lại cái việc mà giao hết cho bên Trung Quốc làm rồi bị đứt cái dây, cái dây gọi là cung ứng đó cho nên bây giờ phải đưa ra nhiều nước khác nữa lỡ có chuyện gì nước này không làm được thì nước khác làm được thì ngoài Ấn Độ ra thì Việt Nam bây giờ hiện tại đang là cái hướng uh, nhìn đến của công ty Apple và họ sẽ cung cấp nhiều tiền thêm cho những cái supplier ở Việt Nam và cũng sẽ khuyến khích nữa là sẽ đây cũng sẽ là một nơi có thể sản xuất ra được iPhone, iPad hay là Macbook vân vân. thì trong hai ngày đi thăm Việt Nam đó thì sáng 15 tháng 4 khi vừa đáp xuống Hà Nội ông đã đi uống cà phê trứng ngay với ừ. hai ca sĩ của Việt Nam đó là Mỹ Linh với Mỹ Anh quý vị cũng biết hai người này rồi ha diva đó rồi khi ngồi uống như vậy thì hai cô ca sĩ này đó là hãnh diện lắm và nói rằng là không ngờ là được gặp tổng giám đốc thêm khúc ngay tại Hà Nội ngay tại Việt Nam nơi mình sinh ra ngồi uống và nói chuyện với hai cô ca sĩ này sau đó ông đi thăm Phương Vũ Phương Vũ là ai nhà chế tạo ra có những cái sáng kiến làm phim những cái uh, những cái gọi là nghệ thuật sáng tạo đó rất đình đám ở Việt Nam có cả triệu người theo dõi cái anh ta quay phim bằng iPhone, sau đó chỉnh sửa bằng MacBook rồi đi thăm một số những nhân vật mà gọi là những nhà sáng tạo nổi tiếng gọi là đình đám của Việt Nam ở tại Việt Nam và ông nói rằng là không ngờ chúng tôi biết được là Việt Nam có nhiều nhân tài như vậy. Đây là Phương Vũ, một nhà đạo diễn kim sáng tạo 29 tuổi mà ông Tim Cook phải tới nơi làm việc của anh này để thăm anh này và nói rằng là tôi không ngờ đây là những người mê đồ của Apple mà dung đồ của Apple mà làm ra được những cái phim rất là hay và đẹp rồi khi mà đi thăm như vậy đó ông khoái quá ông chụp hình chung với lại nhân viên của cái công ty của Phương Vũ này rồi chụp hình chung với tất cả mọi người à, rồi à, rất là hay thôi quý vị à, chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại báo trợ cho cà phê sáng Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy 2 Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, ngày hôm hôm nay thì ở Việt Nam, ở Sài Gòn đã xảy ra một cái hiện tượng mà người ta thấy rất là lạ. Đó là tự dưng hàng loạt những tiệm kinh doanh vàng đóng cửa. Mà nhiều tiệm á, họ còn để cái bảng là đóng cửa dài ngày luôn. Thì khi mà đi tìm hiểu đó thì người ta mới biết ra được rằng là cái nguyên nhân bên trong đó là gì. Đó là trong thời gian qua thì với cái chuyện mà giá vàng uh, trong nước nó tăng lên một cách rất là đột ngột dĩ nhiên giá vàng thế giới cũng tăng nhưng mà giá vàng trong nước nó tăng nhiều hơn so với giá vàng thế giới thì uh, bên uh, bên tổng cục quản lý thị trường đó họ nói rằng là theo chỉ thị của uh, thủ tướng thì họ sẽ đi kiểm tra tất cả các tiệm vàng để xem coi cái việc mà buôn bán của họ làm sao cái uh, xuất xứ của vàng đó từ đầu ra rồi xong rồi có bán đúng hay là không vân vân thì trước tuần một tuần trước đó thì một tiệm vàng ở dưới tỉnh khi mà cũng vào kiểm tra như thế này thì họ mới bơi ra rằng là ok những cái vàng nữ trang này nhập vô không có rõ nguồn gốc rồi xong rồi bán những cái nữ trang mà đóng cái nhãn hiệu nháy theo những nhãn hiệu nổi tiếng ở trên thế giới À, thì tất cả những cái đó đều là vi phạm hết rồi chưa kể là khi mà họ nói rằng kiểm tra những cái những cái vàng á chất lượng vàng á thì nó không đúng với lại cái số lượng quy định cái tuổi vàng không đúng rồi cái trọng lượng cũng không đúng thì bây giờ một loạt những cái tiệm vàng ở Sài Gòn nói tất cả các quận luôn mà đều đóng cửa đóng cửa hết. Nhiều người dân người ta đi ngang người ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì khi mà ở phóng viên đi tìm hiểu thì một số người người ta nói giống như là không phải là một cách chính thức nhưng lý do là họ nói nếu mà đi kiểm tra như thế này đó thì sẽ ai cũng sẽ bị vướng những cái um, vào không có vi phạm cái này cũng sẽ vi phạm cái khác bởi vì luật nó đã không rõ ràng từ đầu rồi thì bây giờ những người buôn bán vàng cứ theo cái kiểu như vậy mà bán thì đúng ở đâu sẽ cũng lòi ra hết mà nếu như dẫn đến tình trạng là những cái vàng không đúng hay là không uh, không có hóa đơn bị tịch thu thì tiền ở đâu để mà họ có thể họ trang trải rồi cái chuyện mà đóng thuế sẽ như thế nào đó là cái tình hình mà chuyện mà vàng ở Việt Nam À, chưa kể là nhà nước thì lại cũng trong ngày hôm 15 tháng 4 thì họ bắt đầu họ nói rằng là ở trong những ngày tới thì ngân hàng nhà nước sẽ bắt đầu là đấu thầu vàng miếng mà đây là cái chuyện là họ đã làm hơn 10 năm trước rồi rồi họ ngưng thì bây giờ họ đưa ra đấu thầu thì người ta cũng xôn xao về cái chuyện này à, khi mà ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng thì cái chuyện mà những cái những cái nơi mà người ta sẽ mua vàng như thế nào đấu giá ra làm sao chỉ biết rằng là tình hình giá vàng ở trong nước á thì từ đầu năm đến bây giờ nó nó thay đổi rất là kinh khủng à, họ đưa ra ở đây trong ngày hôm nay 15 tây tháng 4 ở Việt Nam đó thì giá vàng một lượng là 85 triệu chấm 85.5 triệu 85 triệu triệu đồng thì tính ra mà tiền đô đó thì ngày hôm nay thì đô lại ở Việt Nam cái tiền đô la lại lên giá cũng khủng khiếp luôn thì tính ra như vậy thì một lượng vàng ở Việt Nam là hơn 3.420 đô la cho một lượng vàng một lượng vàng dạ và tính nếu mà tính ra ao một ounce vàng á thì theo cái giá của Việt Nam sẽ là khoảng 2.800 đô la cho một ounce vàng. Trong khi mới Ngọc Lan mới hỏi Nguyễn Trường và giá vàng ounce ở Mỹ thì bao nhiêu? Thị trường nói là nhiêu? 2360. 2360 thì quý vị thấy một cái mức độ mà chênh lệch ở Việt Nam là 2800 đô la, ở Mỹ thì là 2360 đô la cho một uh, ounce vàng như vậy thì đối với lượng vàng thì nó nó còn cao hơn nữa mà cái cái khoảng cách này là nó cũng đã hơi được thu ngắn một chút rồi bởi vì có lúc á một lượng vàng ở việt nam nó cao hơn một lượng vàng ở mỹ đến 800 đô la hơn không giá vàng của việt nam nó đã được ấn ừ. định bởi chính phủ ừ. cho nên chính phủ cũng không cũng có thể là không đi theo giá vàng thế giới họ muốn tăng thì họ tăng thôi nhưng wow. mà nhưng mà ngày hôm nay đó ừ. thì nếu quý vị ra phước lộc thọ quý vị mua đi mua vàng hôm nay thì trong cuối tuần vừa qua khi mà cuộc chiến giữa do thái và iran đó nó bắt đầu nó có cái mầm mống có thể xảy ra đó tại vì iran đã bắn hơn 300 quả hỏa tiễn vào bên phía do thái nhưng đều 99% là đã bị chặn lại rồi bị bắn hạ rồi cho nên cũng không có cái cái quả hỏa tiễn nào mà lạc vô trong được đất do thái hết chặn từ ngoài cửa rồi thôi với quý vị nhưng mà cái đó nó làm cho người ta sợ rằng ngày hôm nay giá vàng sẽ tăng lên kinh khủng lắm. Nhưng không, sáng hôm nay tới tới bây giờ, giờ phút này thì giá vàng đang mất là 15 đô một ounce. Có nghĩa là ở cái mức 2.359 đồng 30 sen một ao vàng. Tính giờ phút này đó, sáng thứ hai thị trường chứng khoán mở cửa làm việc. Tính theo cái giá này, đổi ra giá vàng lượng Việt Nam. Nếu hôm nay quý vị đi ra Phước Lộc Thọ mua vàng, thì nó trong khoảng 2.810 đồng hoặc 2.820 đồng một lượng vàng 4 số 9 nếu 5 số 9 thì nó có thể là hơn một chục hai chục gì đó tôi không có nhớ rõ nhưng mà nó đã là 2.800 đồng một lượng rồi còn giá vàng ao lại là 2.360 đồng một ao vàng nó chưa bằng một lượng vàng một ao vàng nó chỉ có 8.3 chỉ mà thôi nó còn thiếu 1.7 chỉ nữa thì nó mới làm giá một lượng đó quý vị ừ. đó cho nên từ 2 360 đồng là một ao cho tới uh, 2.810 đồng một lượng đó thì họ tính ra thì mình ngồi ở nhà mình cũng tính ra là cái giá một lượng nó là, là bao nhiêu từ cái vàng ao vàng ao là 2 360 đồng cho 8 chỉ 3 đó nhanh lên rồi cộng thêm 1 chỉ 7 nữa đi thì nó là nó ra là 10 chỉ là một lượng vàng là bao nhiêu nhưng mà cái cái nói về cái vấn đề giá vàng đó thì ở bên Việt Nam giá vàng được kiểm soát bởi chính phủ. Cho nên ông chính phủ ông ông muốn nói giá gì ông nói. À, nhân tiện nói về giá vàng thì ngày hôm nay đó à, cuối tuần vừa qua khi mà Iran đã dùng những cái máy bay không người lái S uh, uh, UAV đó máy bay không người lái những cái drone để mang những cái đầu đạn hỏa tiễn rồi dùng cái đó để bắn vào đất nước do thái từ Iran mà bay qua tới do Thái dùng drone là 1.800 km, cho nên vừa tới thôi là đã đã bị bắn hạ ngay ngay từ ngoài à. cửa rồi, không có kịp vào trong nữa. 99% những cái hỏa tiễn chống hỏa tiễn của Mỹ được bắn lên và do Thái bắn lên, nhưng mà bên phía Iran thì họ nói là mục đích của họ là khoe cái sức mạnh về vũ khí của họ thôi chứ họ chưa có ý định tấn công do thái đó là cái lời lẽ của bên uh, bên bên iran iran vẫn còn đang nói chuyện với lại hoa kỳ là nếu mà chúng tôi tấn công do thái thì hoa kỳ có nhảy vào không hay là đang là điều đình giữa những bên họ đang đàm phán với nhau để cho cuộc chiến không có thể xảy ra nếu cuộc chiến xảy ra thì cái thế giới trung đông nó sẽ như thế nào nó sẽ rối loạn lên nào là houthi nào là hebola nào là Lebanon, Lebanon, uh, Houthi, rồi Yemen, rồi Oman, rồi các tiểu vương quốc Ả Rập, rồi Saudi Arabia là những nước mà nó có chồng chéo với nhau những cái sự hậu thuẫn. Thí dụ như là những những nhóm mà khủng bố đi mà gọi được gọi là khủng bố đó là Hezbollah đi thì họ được hậu thuẫn bởi Iran. À không? thấy Iran đánh cho Thái thì hợp với Hebola mừng lắm. Tôi cũng vậy mà tôi đánh cho Thái luôn. Đó, nhưng do thái thì được hậu thuẫn bởi nước nào mỹ có rồi mỹ nói rằng là ủa ủa tại sao mà hai ba nước đánh một nước mỹ cũng sẽ nhảy vô à, binh do thái thì và thí dụ vậy rồi còn nước những cái nước khác xung quanh nữa thì hiện tại đó là những cái cuộc đàm phán bí mật đang được diễn ra để mà tránh được cái cuộc xung đột này càng nhiều càng tốt tại vì khi mà bao nhiêu nước nước này được hậu thuẫn bởi nước này nước này được hậu thuẫn bởi nước này nếu bị tấn công bạn mình bị tấn công mình cũng phải nhảy vô mình can thiệp chứ đó cho nên nó sẽ rối loạn lên và người ta nói rằng là nếu mà trung đông mà rối loạn như vậy đó có thể thế chiến thứ ba có thể xảy ra bắt nguồn từ đó cho nên ngày vừa qua thì không còn những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nào hết về phía iran với lại do thái nhưng mà người ta đang chờ đợi coi do thái sẽ phản công lại như thế nào sẽ phản hồi lại những cuộc tấn công như thế nào bởi vì ngày hôm nay hội đồng chính phủ của do thái vẫn đang họp và chưa biết là họ có trả đũa hay không đó mà trả đũa bằng cách nào hoặc là họ có thể không trả đũa nữa à, tại vì nếu mà được cái sự đàm phán giữa các bên với nhau đó thì họ có thể không đàm phán cho nên đó cũng là một cái mà chúng ta đang chờ đợi ờ, tin mới nhất đó là người ta mới nói rằng ông Lê Minh Hoàng mà người nhận cầu mưa 4 ngày cho Sài Gòn đó thì ông vừa mới nói là xin lỗi và ông rút lại hết toàn bộ những cái gì ông nói bữa giờ cũng như là giấy tờ. Đây là tin mới nhất được đưa lên vào lúc gần 10 giờ đêm ở ở Việt Nam. Việt Nam. Như vậy là chuyện đó là quên đi quý vị. Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. Xin kính chào quý vị. chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 -1841. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn hay vào website cá nướng da com Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888 -880 Hoan Trung Thùy chào lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong ngày thứ hai đầu tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và cảm ơn quý vị đã chọn luôn Saigon TV theo dõi các bản tin đáng chú ý tiếp tục cập nhật những vụ tấn công của Iran vào do Thái, vụ tấn công ở Sydney, Australia và ông Trump hiện nay đang ngồi để chuẩn bị chọn lựa bồi thẩm đoàn ở New York. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên Vâng thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì trời.

nhưng mà nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ hôm nay trung bình có thể lên được khoảng 68-69 độ nhưng mà qua đến ngày mai đó thứ ba thứ tư chúng ta có một cái đợt gió nóng kéo về hai à, ngày đó có thể lên trung bình gần 78-79 độ à, gió nhiều nhưng mà hơi nóng chỉ đến khoảng cuối tuần đã thứ sáu trở đi thì mới thấy là cái nhiệt độ giảm nhẹ nhẹ thì à, nhìn chung là giữa tuần trời hơi oi bức một tí rồi cuối tuần quay trở về 60 mấy độ thôi các bạn sáng nay thưa quý vị một tin rất vui liên quan tới người tiêu thụ tiếp tục đi mua sắm và để cho thấy rằng mặc dù những lời ta thán ai cũng than ổ lạm phát mọi thứ đều tăng cả nhưng mà quý vị để ý trong tháng qua hoặc là những tháng trước nói chung là từ cuối năm ngoái sau ngày lễ tạ ơn và chúng ta thấy các số liệu liên quan đến người mỹ đi mua sắm vẫn tiếp tục tăng mạnh cho đến giờ phút này và tin tức mới nhất ghi nhận được từ chính phủ Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay cho biết đó, doanh số bán lẻ tại Mỹ, đây là nhắm vào các mặt hàng bán lẻ, những người Mỹ họ lên trên mạng, đặc biệt là Amazon hoặc là cũng vào trong Best Buy hoặc là đi vào trong các cửa hàng mua sắm ở Mall à, lên trên mạng, ngoại trừ xe hơi và xăng, xe hơi và xăng thì họ không nằm trong cái nhóm mà nghiên cứu này còn nếu tính chung luôn nữa thì có thể còn tăng hơn nữa người Mỹ trong thời gian qua mua xe cũ xe mới xe điện đã giảm việc tiêu thụ xăng cũng có chiều hướng giảm bởi vì nếu tiêu thụ xăng mạnh mẽ hơn chắc có lẽ sẽ giúp cho à, việc mà xăng và nhiên liệu tăng mạnh Thế nhưng họ nói nếu mà không tính riêng xe cũ, xe mới, xe điện vân vân đó và xăng đó thì có thể cái mức tiêu thụ nó lên tới trên 1% là nhiều lắm thưa quý vị. Đây là số liệu tổng kết trong 3 tháng đầu năm của nước Mỹ, tháng 1, tháng 2, tháng 3 mà quý vị thường hay nghe gọi là quý 1, quý 2, quý 3 đó. Đây là quý đầu tiên của năm 2024 tăng chấm 7%. Nếu không tính luôn xăng À, xe và à, xe hơi đó thì lên có thể lên tới 1% so với tháng trước, tức là từ tháng 2 tới tháng 3. Và điều này cho, cho thấy tại sao quỹ dự trữ liên bang rất rẻ rặt trong vấn đề hạ giảm lãi suất. Bởi vì lạm phát vẫn tiếp tục tăng và cái việc người tiêu thụ Mỹ mua sắm là cái đây ảnh hưởng tới 70% nền kinh tế nội địa GDP và khi số liệu mà người tiêu thụ tức là quý vị chúng tôi đi mua sắm đã giúp cho nền kinh tế của nước mỹ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới và khi nền kinh tế tăng lên như thế có nghĩa là đã đẩy lạm phát lên và cái việc mà người mỹ tiêu thụ vào thời điểm này tăng mạnh đó để cho thấy cùng thời kỳ người mỹ vẫn tìm được việc làm việc làm trong tháng 3 tạo thêm 303.000 việc làm thưa quý vị và điều đó tất cả các số liệu tổng hợp cho thấy một nền kinh tế rất là mạnh các chuyên gia cho biết những cái nọ những cái tuyên bố hoặc là những uh, suy nghĩ hoặc là uh, nghĩ rằng nền kinh tế mỹ đi vào suy thoái hoặc là suy thoái giảm nhẹ đó thì đối với các số liệu đặc biệt là người tiêu thụ này nền kinh tế suy giảm khi mà người tiêu thụ mỹ giảm bớt chi tiêu giảm bớt chi tiêu rồi công ăn việc làm bị giảm tức là số việc làm tạo ra nó thấp hơn nhiều so với việc làm mất đi thì điều đó có nghĩa là bắt đầu nền kinh tế bị hạ giảm còn bây giờ đó, số liệu mà người tiêu thụ Mỹ mặc dầu họ quan tâm về lạm phát nhưng mà họ vẫn đi mua sắm. Thực ra đó, lên trên mạng quý vị thấy nếu mà biết lựa chọn thì vẫn có những cái món hàng nó không có tăng lạm phát. Thậm chí dựa vào những cái mặt hàng sale, thí dụ như vào Amazon hoặc là các nơi khi mà họ có chương trình sale, những người Mỹ họ nhảy và họ mua những cái món hàng sale. Thì so với lạm phát vào năm ngoái đó, nó không là bao nhiêu cả. Dow Jones lên 100... 30 điểm trong ngày hôm nay. Nasdaq lên trên 10 điểm, S&P 500 lên trên 13 điểm. Họ vẫn quan tâm tới tình trạng xăng cổ, Nhất là vấn đề xung đột ở vùng Trung Đông giữa Do Thái và Iran. Mọi người chờ đợi để xem tình hình năng lượng sẽ như thế nào. Công trái phiếu 10 năm hôm lệ 4,63% không hề tụt giảm công trái phiếu tiếp tục nhích lên nhích lên mà so với năm ngoái đó là khoảng 4,1 4,2 bây giờ là 4,6% so với thứ sáu tuần rồi nó lên thêm nữa thưa quý vị. Giá dầu ngược lại thì hôm nay xuống 1 đồng lẻ 7 sen, 84 đồng 59 sen sau khi báo cáo của phía Hoa Kỳ công bố là xăng và xe cũ, xe mới đều giảm trong tháng 3 vàng xuống 8 đồng 3 cũng làm giảm cái áp lực liên quan đến người mua sắm vàng ngày hôm nay. Trong thời gian qua rất nhiều người đổ xô đi mua vàng, họ nghĩ rằng vàng sẽ tiếp tục tăng lên và thậm chí có những cái lời đồn đoán vàng lên tới 3.000 Mỹ Kim một lượng, 2.365 đồng 80 sen ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương ở tại Úc xảy ra một cái vụ có một kẻ à, cầm dao đã nhào vào đám đông và đâm những cái người đang đi mua sắm ở trong một cái shopping mall thì cái shopping mall đó nằm ở ngoại ô của Bondi thưa quý vị và cái giờ xảy ra là vừa sau 3 giờ chiều thì bây giờ đó phía cảnh sát cho biết là nghi phạm cũng đã được họ à, công khai à, tên tuổi đầy đủ Joel Cauchy 40 tuổi. Y cầm một cái con dao rất là to, bất ngờ à, lao vào những cái người mà đang đi à, tới đi lui ở ngay trong à, cái shopping mall đó cho nên nhiều người họ không có né kịp thì à, tổng cộng số người mà bị y à, chém bị thương đó lên đến 12 người nhưng mà sau đó thì như tin tức chúng ta nghe là có năm sáu người bị thiệt mạng sau khi mà đưa vào trong bệnh viện sáu người thiệt mạng gồm có năm phụ nữ và một người đàn ông thưa quý vị và cuối cùng cái um, Khao Chi cũng bị một cảnh sát bắn chết ngay tại chỗ thì uh, bây giờ đó phía cảnh sát cho biết um, sau khi mà điều tra thì họ cập nhật đó là Kauji trước đây đó đã à, y sống ở Queensland là một cái thành phố lân cận với Bondi nhưng mà cũng đã được cảnh sát ở khu vực địa phương biết là bởi vì cái vấn đề tâm thần à, chắc cũng kiểu à, đi ra ngoài rồi quậy phá tấn công người khác hay sao đó cảnh sát họ nói họ biết nhưng mà Ông này ổng chưa bao giờ bị bắt vì có thể là chỉ mới tấn công nhưng mà chưa có đánh hay là làm gì được ai thôi. Nhưng mà lần này thì lại cầm dao đâm chết nhiều người như vậy. Và phía cảnh sát họ nói sau khi mà tìm kiếm những cái bằng chứng đó thì thấy có vẻ như là y cố tình nhắm vào các phụ nữ khi mà đâm người ta. Nhưng mà bây giờ phía cảnh sát không cho biết là cái lý do vì sao mà y nhắm vào các phụ nữ và cái cuộc điều tra này vẫn đang được tiếp tục và tin à, cập nhật đã có rồi thảo yên thưa quý vị họ nói tên này nổi điên vì không có bạn gái à, tin tức sáng ngày hôm nay cho biết là khao chi trong thời gian qua sống lang thang trên đường phố trong chiếc xe và chỉ liên lạc được với mẹ thôi và chỉ liên lạc với mẹ bằng những cái tin nhắn qua đường điện thoại cảnh sát cho biết đó, là bây giờ báo chí họ cũng chạy đi điều tra và họ đã lục tìm được các mẫu tin quảng cáo trên các trang mạng chuyên cung cấp tình dục. Đặc biệt, đó, tên Khao Chi này trong thời gian qua có một đời sống bí ẩn là người male escort. Mà male escort này ấy, thậm chí y quảng cáo không những cho phụ nữ mà đàn ông luôn. Và y viết trên các quang trang quảng cáo đó, Tôi là một người dễ nhìn. Nếu quý vị thích có một người nói chuyện, tôi có thể cung cấp được những cái chuyện đó. À, thế thì không biết được là đã bao nhiêu lần và những người, lẽ đương nhiên nếu mà họ là những người khách hàng đó, khách hàng mãi dâm cho Cao Chi đó, thì có thể là im lặng hết. Nhưng mà dựa trên những cái lời nhắn đó, thì họ nghĩ rằng trong thời gian qua tên này sống bằng một cái lối sống vô cùng bí mật Chúng tôi tiếp tục đề tài này và thậm chí cũng ở Sydney, Australia lại xảy ra một vụ tấn công bằng dao thứ nhì ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ Văn phòng quốc tịch Mỹ 714 595 1841 Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 Để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 Hay vào website cá nướng da giòn com Công ty chuyển tiền Hồng Lan Một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345 Hôm nay, cảnh sát New South Wales ở phía nam của nước Úc ở thành phố Sydney đưa ra thêm các chi tiết họ dựa vào những cuộc điều tra trong vòng hơn 24 giờ vừa qua, cộng thêm với những lời khai từ bố mẹ của Joe Couchy, 40 tuổi. Bố mẹ ngày hôm nay đưa ra lời xin lỗi gia đình các nạn nhân. Họ nói rằng con trai của tôi bị bệnh tâm thần trong thời gian qua và kêu gọi mọi người tha thứ. À, Joe Couchy đã bị cảnh sát bắn chết cho nên à, cuộc điều tra mặc dù vẫn còn tiếp diễn họ muốn tìm hiểu động lực nhưng mà ít nhất vào sáng ngày hôm nay thì cảnh sát Sydney à, công bố thêm nhiều chi tiết. Chưa kể thưa quý vị mỗi khi mà xảy ra những cái vụ thảm sát đặc biệt là vô cùng hiếm hoi ở tại nước Úc á, thì đặc biệt là các báo giới họ nhảy vào để điều tra và họ tìm kiếm thêm cái tiểu sử của y cũng như trong quá khứ dựa vào một số các lời khai những người đã từng biết Joe Couchy trong quá khứ. Và thậm chí họ nói rằng y đã có những cái triệu chứng về tâm thần từ lúc trẻ ở học trung học. Điều đó cha mẹ cho biết và thường đó những cái vụ mà tấn công phải ra về sau này đó cái khó khăn đó là bố mẹ thương con nhưng mà bắt nó chữa trị bắt nó uống thuốc nó không chịu uống thuốc thì sao và đó là thời gian về những năm sau này đó cao chi sống lang thang trên chiếc xe của y và sống nghĩa là vất vưởng trên các đường phố và vấn đề chính đó là trong những ngày trước khi xảy ra vụ tấn công này đó y đã có từng chung trả với ai đó hay không bởi vì y mà lên trên mạng với một khuôn mặt thực sự là đẹp, đẹp trai như thế đó thì chắc chắn có nhiều khách hàng trong đó kể nam lẫn nữ nhưng mà câu hỏi lớn đặt ra đó là cái tâm thần này đến từ vấn đề không có được cái mối quan hệ với người đồng tính hoặc là với người khác giới theo lời bố mẹ nói đó thế là y nổi cơn điên bởi vì không có bạn gái nhưng mà cái vấn đề tiềm ẩn nó còn sâu xa hơn nữa theo lời người mẹ và người bố nói đó con của tôi không có cái khả năng giao tiếp và chắc có lẽ vì thế mà không có ai muốn quen với y cả nhưng mà không có cái khả năng giao tiếp thì làm sao có thể hành cái nghề mãi dâm mà trong trường hợp này đó là Joe Couchy đã hành nghề mãi dâm này trong một thời gian qua rất là bí ẩn. Thì khi cảnh sát hiện nay chỉ dựa vào những cái lời quảng bá của Y, quảng cáo về chính mình ở trên mạng, nhưng mà không có tìm được những ai là thân chủ của Y để có tìm hiểu là thực sự là cái người đó đã từng có mối quan hệ tình dục với Y hay là mặc dù quảng cáo nhưng mà chẳng có một khách hàng nào hết. Cho nên đâu có tiền đâu. Bởi vì phần lớn những cái cô gái mãi hoặc là các anh chàng mãi dâm họ có thể sống một cách xa hoa, sang trọng nếu có được thân chủ. Trường hợp này thì y lại sống lang thang và cảnh sát đã thấy được chiếc xe, tìm thấy những bằng chứng sống lang thang trên đường phố. Và vì thế, mặc dù cái à, vụ này có thể được tạm giải qua một bên, đóng hồ sơ lại, bởi vì chết người 6 người trong đó có một đứa bé nữa bị đâm loạn xạ. À, 5 phụ nữ và một người đàn ông lang họ đang đi di chuyển trong cái khu phố mua sắm thì bị tấn công. Thì đó là một cái tin buồn nhưng mà rồi những cái vụ thảm sát tấn công như thế đều đến từ kẻ tâm thần. Chẳng hạn như ngay sau đó thì đây là những hình ảnh họ có video bởi vì cái buổi lễ của nhà thờ chính thống giáo cũng ở sydney đang diễn ra thì quý vị nhìn thấy một người đàn ông tiến lên trên bàn thờ đó và trong lúc ông vị mục sư hoặc là vị giám mục chính thống giáo đang giảng thì yến, tiến tới và dùng con dao đâm túi bụi vào ông à, may mắn là cái con có thể là con dao đó và cái việc tấn công đó nó không đủ mạnh cho nên y bị à, ông bị thương và những người à, đang chứng kiến cái cảnh đó thì cái tiếng la hét khủng khiếp xảy ra và họ đã à, nhảy lên hỗ trợ cho vị mục sư này à, hoặc là vị giám mục này nhưng mà cái tên này sau khi tấn công đó y không từ bỏ thậm chí còn đe dọa những người khác tấn công những người khác nữa và những người này đó bởi vì khá đông trong nhà thờ lúc đó và họ đã nhảy vào cản trở y. À, sau đó thì họ kéo ông ra, đưa ông vào trong bệnh viện và đóng hết tất cả các cửa của nhà thờ. À, nhà thờ này bên phía những người à, họ đến, á, họ gọi nhà thờ này là Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành ở thành phố Wesley, Wesley ở khu vực Sydney thưa quý vị. À, Đức giám mục ngày hôm nay được xác định là ông Mar Marie Emmanuel. À, theo bản tin và bệnh viện bác sĩ báo cho biết đó, là tên này tấn công mặc dù đâm khá nhiều dao vào mặt nhưng mà bởi vì à, có thể ngài chống đỡ đó cho nên à, trên mặt bị nhiều vết thương và bàn tay nữa dùng tay đỡ thì dao nó đâm vào tay nhưng mà không có đâm vào trong tim hoặc là trong bụng vân vân à, 7 giờ tối thứ hai tức là trong chỉ trong vài tiếng đồng hồ vừa qua đã tin tức sáng ngày hôm nay ghi nhận đó, là đã xảy ra cái vụ tấn công lần thứ nhì rồi à, cảnh sát đã bao vây và bắt được tên này bởi vì à, những người ở trong nhà thờ họ phục vụ trong nhà thờ sau khi xảy ra đó họ chạy ra ngoài họ sợ tên này tiếp tục tấn công những người khác cho nên đóng cửa và nhốt cái tên này bao vây cái tên này ở bên trong thì cảnh sát tới nơi đã bao vây phía bên ngoài à, cái điểm đáng chú ý đó là khi mà xảy ra cái vụ tấn công này đó, người ta lại thấy một đám đông ở bên ngoài mà họ dường như đó là muốn ập vào để tấn công cái tên này hay là có một cái vụ đụng độ nào đó phía bên ngoài nhà thờ. Bản tin ghi nhận khi mà cảnh sát tới nơi đó là thậm chí có những cái nhóm họ ném đá vào cảnh sát nữa cho nên cái vụ mà xô sát như thế này đó, cảnh sát đang mở cuộc điều tra và chưa biết là có bắt được những kẻ nào đã tấn công vào cảnh sát hay không, hay là những người ở bên ngoài muốn bắt cái tên mà tấn công sau khi họ đã hay tin về cái vụ tấn công trước đó ở cái khu vực mua sắm, cho nên uh, Sydney đang bị chấn động rất nặng, nhiều người đặt câu hỏi là tại chuyện gì đã xảy ra đối với hiện họ hiện nay cả hai cái cái vấn đề mà tấn công này nó không liên hệ gì với nhau cả nó riêng lẽ nhưng mà nó đã xảy ra cùng vào một cái thời điểm đã gây bàng hoàng cho người dân ở đây và thưa quý vị mới đây có hai vợ chồng là nhân viên của nhà xác mà thuộc quyền quản lý của trường đại học Harvard đó vừa chính thức bị à, truy tố vì cả hai đã à, lén lút bán các bộ phận cơ thể người à, mà giống như họ hiến tặng cho cái trường đại học Harvard cho các thị trường à, chợ đen trong một cái thời gian dài thôi quý vị. Thì à, đây là hình ảnh của hai vợ chồng à, Cedric Lodge và bà vợ là Denise Lodge, cả hai cùng 64 tuổi thì bây giờ theo hồ sơ truy tố của các công tố viên đó ông Cedric này ông vốn giữ cái chức làm manager cho nhà sát của trường đại học Harvard mà chúng ta cũng biết là thường đó có rất nhiều người sau khi mà họ à, qua đời thì họ à, mong muốn được hiến tặng cả cái cơ thể cho các trường đại học à, danh tiếng với cái mục đích à, y khoa là à, cho trường các em research hay là à, giống như giải phẫu vân vân thì cái ông này ổng nắm hoàn toàn cái giống như là à, các thi thể nào được đưa vô rồi sẽ dùng cho cái mục đích gì thì ổng biết hết cho nên à, tại vì có những cái thi thể đó là sau khi mà à, các sinh viên y khoa họ học tập và cái cách mà mổ như thế nào rồi sau đó là không có còn sử dụng nữa hay là có những cái thi thể sẽ được mổ ra rồi xem ở bên trong nội tạng như thế nào à, thì từ bắt đầu từ năm 2018 đó hai vợ chồng này sau khi những cái thi thể đã được qua sử dụng rồi đó thì à, tin tức không nói là có thể là giống như trường đại học họ phải bảo quản làm sao đó hay là họ phải chôn cất nhưng mà hai người này đó đã lén lút à, giống như là rao bán à, những cái hộp sọ rồi những cái họ cắt ra luôn thưa quý vị tại vì có thể những người này à, một là không còn gia đình nữa hay là liên lạc gia đình không được chúng cắt ra tứ chi của những cái thi thể này và bán ra thị trường chợ đen rồi có những cái thi thể đó thì chúng lấy ra hết những cái à, nội tạng ở bên trong chúng bán đi như vậy suốt từ năm 2018 thì à, theo như à, công tố viên cho biết đó tại vì thường những cái nội tạng mà hiến tặng thì các tiểu bang cơ quan liên bang đó họ kiểm soát khá là nghiêm ngặt nhưng mà những nguyên cái thi thể đó thì tùy từng tiểu bang họ lại giống như có những cái luật khác nhau nhưng mà đa số là lại giống như quản lý rất là lỏng lẻo chỉ có bốn tiểu bang là New York và Virginia, Oklahoma và Florida là có luật lệ rất là nghiêm khắc và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 595 1841. Gọi ngay Mango Tour 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng dai giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức là có hai cặp vợ chồng lợi dụng cái chuyện làm việc cho nhà quàng của trường đại học Harvard đã ăn cắp bán các bộ phận cơ thể người họ hiến tặng cho trường đại học thì trong lúc mà điều tra đó thì cơ quan FBI cho biết là hai người này không chỉ tự ý bán những cái bộ phận của các thi thể hiến tặng cho trường mà chúng còn có một cách khác nữa là chúng đã à, giống như là phối hợp với một cái nhà quàng ở tại arkansas thưa quý vị ông chủ của một cái nhà quàng thì cái cách mà chúng hoạt động như thế này đó là thường đó các nhà quàng à, nếu như mà họ có những cái dịch vụ mà họ à, bán lại những cái thi thể người một cách mà hợp pháp đó thì họ cũng thường hay làm như vậy đó là gia đình của những người mà vừa mới qua đời đó thường được các nhà quàng này họ giống như là approach trước họ offer là sẽ làm đám tang miễn phí nhưng mà đổi lại cái gia đình này đồng ý hiến tặng cả cái thi thể này cho cái nhà quan thì thường đó có những cái tiểu bang họ cho phép những nhà quan có license buôn bán những cái thi thể như thế này đó quý vị à, thì cái nhà quan ở Arkansas đã hợp tác với hai cái vợ chồng này à, chúng lại lừa đảo những cái người mà hiến tặng thi thể nói là tại vì cái ông này ông làm việc cho trường đại học Harvard cho nên là chúng giả vờ nói là trường đại học muốn có những cái thi thể này để làm những cái mục đích y khoa và ông này đã ông viết những cái lá thư giả vân vân có dấu mộc của trường đại học Thế là những cái người thân nhân ở tại Arkansas hiến tặng những cái cả cái thi thể đó thì thường nguyên một cái thi thể nếu mà bán đó thì sẽ được khoảng chừng đâu từ 8 cho đến 10.000 tùy theo cái tình trạng của cái thi thể thưa quý vị thế là những cái đám này chúng lấy được những cái thi thể đó hoàn toàn miễn phí và sau đó chúng mới bán lại ra thị trường chợ đen và đó là cái cách mà chúng đã làm tiền suốt từ năm năm 2018 cho đến nay uh, thì rõ ràng là chúng đã lừa những cái người ở Arkansas là trường đại học Harvard không hề giống như là xin như vậy chúng làm giấy tờ giả chúng lấy uh, uh, free thi thể của người ta và sau đó chặt ra và bán đi trong suốt nhiều năm trời thì bây giờ cả ba đã bị bắt và bị truy tố tội buôn bán nội tạng cơ thể người một cách hợp pháp và đây là một cái trọng tội của liên bang và nếu như bị tù thì có thể từ 25 cho đến 30 năm thế giới ngày hôm nay đang tập trung chăm chú vào cái vụ tấn công giữa do Thái và Iran sau khi phía quân đội Hoa Kỳ và cơ quan tình báo Mỹ chúng tôi đã gửi đến quý vị bản tin vào hôm đặc biệt là hôm thứ sáu là thời điểm cuối mà cơ quan tình báo Hoa Kỳ báo và do Thái cũng đã ghi nhận được là Iran sẽ tấn công trong vòng 24 hay 48 giờ tới. Và quả nhiên như thế, cái tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Sáu thì tin tức nói rằng vụ tấn công có thể sẽ xảy ra vào ngày thứ Sáu hoặc là ngày thứ Bảy. Thì thứ Sáu thì êm ắng, thế nhưng đến ngày thứ Bảy thì đây là những hình ảnh trên bầu trời của do Thái cả là 300 hỏa tiễn và máy bay không người lái cảm tử, thưa quý vị. Máy bay không người lái cảm tử có nghĩa là Iran hiện nay chế tạo được máy bay không người lái và đã từng cung cấp cho Nga cách đây hơn 2 năm khởi đầu cuộc chiến với Ukraine, trong đó các loại máy bay không người lái, nhưng mà họ nói rất là ồn ào và nó bay rất là chậm. Thế thì à, phóng lên từ đâu? À, 300 hỏa tiễn máy bay không người lái, phóng lên từ một số các địa điểm thứ nhất là Iran, thứ hai là bắn lên từ Syria và thứ ba kể cả Lebanon nữa. Thế nhưng tin tức này để cho thấy rằng cái hệ thống gọi là vòm bảo vệ của do Thái đó, vòm sắt và cái vòm sắt này đã phía do Thái đã phát triển từ nhiều chục năm qua bởi vì Chiến lược của do Thái biết thế nào sớm muộn gì cũng xảy ra những cái vụ tấn công từ nước ngoài nhắm vào một cái quốc gia bé nhỏ xíu ở vùng Trung Đông sát cạnh giải Gaza. Phía Bắc thì mình có Lebanon, có Syria, toàn là những quốc gia hồi giáo, hồi giáo chống do Thái. Đó. Bên phía bờ Tây thì bên có Jordan, rồi kể cả Iran từ xa nữa. Rồi phía Nam có Ai cập, rồi Iraq, vân vân. Thì thưa quý vị khi mà Iran tấn công như thế đó Với Cái hệ thống mà bản tin ghi nhận đó, Không những Do Thái Hoa Kỳ Cũng Hỗ trợ Và Anh Quốc cũng hỗ trợ mạnh mẽ Để Bắn lên những cái hỏa tiễn Từ ngoài biển Cho tới đất liền Để bạn đánh chặn toàn bộ Họ nói rằng toàn bộ 99% Trong số 300 hỏa tiễn rồi máy bay không người lái của iran đã bị đánh chặn từ trên không không có một cái hỏa tiễn nào rớt xuống đất do thái cả chỉ có một trường hợp duy nhất là có một bé gái ở một cái khu vực hẻo lánh đó à, lúc mà em có thể là ở trong nhà hoặc là ra ngoài đó thì bị một cái miệng của cái hỏa tiễn đánh chặn của do thái bắn lên thì khi mà bắn lên như thế nó va chạm trên không thì có một cái mạng sắt nó rơi xuống nó trúng vào người em chỉ có một trường hợp bị thương duy nhất mà thôi để cho thấy cái vòm sắt nó được bảo vệ một cách nghĩa là chặt chẽ mạnh mẽ như thế nào và là cái sự thành công rất lớn của do thái nhưng mà không có sự phối hợp hỗ trợ của mỹ và anh thì khó lòng mà do thái có thể đánh chặn được à, chính vì thế mà ngày hôm nay À, phía Do Thái lại tuyên bố là nhờ cái sự thành công của quốc tế họ bây giờ họ dùng cái chữ quốc tế mà chỉ có một vài nước tham gia ủng hộ do thái cho cái vụ đánh chặn thôi nhưng mà họ nói là oh, quốc tế đang đứng bên cạnh do thái để chống lại cái sự tàn bạo tấn công từ phía iran tại à, hội đồng liên hợp quốc đó vào sáng ngày hôm nay iran tuyên bố Họ đã tuyên bố là sẽ trả đũa vụ do Thái tấn công vào cái khu vực ở Syria thủ đủ à, thủ phủ thủ đô Damascus của Syria trong đó có tòa lãnh sự tòa đại sứ của Iran giết chết hai tướng lãnh và các nhân viên ngoại giao khác Iran trả đũa cái vụ này thôi và họ đã từng tuyên bố tôi sẽ trả đũa và đã đánh rồi thì họ nói rằng cái vụ trả đũa của họ là thành công mặc dù có tới 99% chẳng có hỏa tiễn nào rơi xuống Do Thái và chết ai cả. Iran thì chết nhiều người, nhưng mà cái vụ trả đũa này, họ xem là một cái áp lực rất lớn với ông Ayatollah Khamenei, tức là đại giáo chủ của Iran, bởi vì không trả đũa không được. Mà người dân Iran thì lúc đó là nổi điên lên, họ nói rằng tại sao chúng ta không có hành động gì để cho Do Thái thấy rằng họ phải đền tội về cái vụ tấn công giết người như thế thì à, ngay sau vụ tấn công này đó người ta thấy trên quốc hội đó họ ăn mừng dữ lắm người dân iran thì xuống đường ăn mừng đốt pháo bông rồi họ ca ngợi ô chúng ta đã dáng cho do thái một cái đòn mạnh và đây là một cái kết quả để tấn công do thái và thậm chí họ lên tiếng đó là chết nước mỹ luôn tức là họ biết được mỹ hỗ trợ do thái này thì ngày hôm nay phía do Thái tuyên bố họ sẽ trả đũa Iran. Bên phía Netanyahu đó thưa quý vị, ông lên trên đài truyền hình, ông nói với người dân các nỗ lực của kẻ thù Iran tấn công vào do Thái chúng ta đã thất bại hoàn toàn và bây giờ do Thái sẽ trả đũa vụ tấn công này để dằn mặt quân thù, không thể để cho quân thù tiếp tục những cái vụ tấn công như thế. Vâng, thì thế giới họ cũng không phải là lên án, nhưng mà ngày hôm nay rất nhiều các quốc gia, kể cả chính quyền Biden nữa, đã gửi thông điệp đến cho Netanyahu để nói rằng các anh nên tự chế. Bởi vì ai cũng sợ rằng Do Thái, mà mà thực sự Do Thái lúc này không, không có tự chế tí nào. Bởi vì chính quyền Biden đã nhiều lần kêu gọi đó là phải tìm kiếm một cái đường, con đường hòa bình cho giải Gaza thế nhưng nhất định không thậm chí Netanyahu còn tuyên bố họ sẽ không nghe lời đàn anh đặc biệt là từ biden nữa và dẫn đến cái hậu quả là cái vấn đề hỗ trợ cho do thái để bị trì hoãn nói thì thì nói khi mà xảy ra cái vụ tấn công này thì iran vẫn là kẻ thù của mỹ cho nên và uh, do thái là đồng minh thân cận nhất của hoa kỳ này với sự hỗ trợ của hoa kỳ và vì thế khó lòng mà Hoa Kỳ từ chối cái việc hỗ trợ cho do Thái. Mọi người hôm nay đang chờ đợi bởi vì phía quân đội do Thái đã tuyên bố họ sẽ trả đũa vụ tấn công này. Mà nếu do Thái tấn công mà gây thêm thiệt mạng cho người Iran ở các nơi nữa thì sẽ bùng nổ lên một cái vụ chiến tranh mới. Chúng tôi tiếp tục mời quý vị theo dõi các bản tin đáng chú ý sản phẩm quảng cáo. chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ -1841. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn hay vào website cá nướng com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 -880 cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình và thưa quý vị cảnh sát ở tại oklahoma trong cái lúc mà đang tìm kiếm hai người phụ nữ được gia đình báo mất tích từ hồi cuối tháng 3 đó thì bây giờ trong cái quá trình tìm kiếm họ đã phát hiện ra hai thi thể à, tin là của hai người phụ nữ này mặc dù cần phải giảo nghiệm tử thi để mà chắc chắn thì đây là hai cô Bên trái là Veronica Butler, 27 tuổi. Bên phải là Julian Kelly, 39 tuổi. Hai cô này đó vốn là sống ở tại thành phố Hugoton của tiểu bang Kansas, thưa quý vị. À, nhưng mà vào ngày 30 tháng 3 đó, thì họ lái xe từ Hugoton lái tới một cái thành phố sát ngay biên giới uh, của Oklahoma với Kansas, cái thành phố nhỏ gọi là Eva. Thì cái quãng đường này khoảng chừng 47 phút lái xe thôi à, cái lý do thưa quý vị đó là hai cô này đó um, có con học chung trường quen biết với nhau thì uh, cô uh, kheo lì này cổ uh, chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con của mình thì giống như là thì cổ mời con của cô bất lờ này nhưng mà cô bất lờ đó thì con của cổ lại sống với uh, ông bà nội ở tại thành phố Iva cho nên ngày hôm đó hai cô cùng nhau lái đến đó, nghĩ là rước mấy đứa nhỏ rồi chạy về cái phía Kansas để mà tham dự cái bữa tiệc sinh nhật. Thế nhưng à, sau khi lái đi đó thì khoảng chừng đâu trong ngày gia đình của hai cô không có liên lạc được nữa, à, gọi phone không được thì thế là ngay lập tức họ báo cảnh sát thì suốt từ lúc báo là coi như không ai nhìn thấy hai cô nữa và khi mà cảnh sát họ mở cái cuộc điều tra đó thì họ đăng cái hình ảnh cái chiếc xe của hai cô này lái thì sau đó có người dân họ chỉ là cái chiếc xe được tìm thấy ở ngay trên cái highway 95 thôi quý vị trên đường đi từ Hugo uh, đến Iva nghĩa là họ chưa đến được tới Iva nữa thì cái xe được quăng ở một cái khu vực rất là hoang vu rậm rạp uh, đã nằm ở border của Oklahoma rồi và khi mà cảnh sát nói họ đến tìm cái xe đó thì thấy là cái xe dính đầy máu cho nên là họ biết là hai cô đã gặp chuyện thì họ vẫn tiếp tục điều tra nhưng mà sau đó không tìm được thi thể thì bây giờ phía cảnh sát ở Oklahoma cho biết là uh, thi thể của hai cô này đó vừa được uh, tìm thấy hôm uh, chủ nhật cuối tuần và một ngày trước đó thì phía uh, cảnh sát ở tại Oklahoma chính thức bắt giữ bốn người tình nghi là có liên quan đến cái chết của hai cô này thì uh, lần lượt thưa quý vị đây là Thad Callum 43 tuổi À, bà này là Tiffany Adams 54 tuổi rồi đây là hai vợ chồng à, họ là Tom Lee thì mà đặc biệt cái bà Adams này đó lại chính là bà nội của hai đứa nhỏ à, của cô con của cô Butler hai đứa nhỏ sống với bà này còn cái ông này đó chỉ là bạn trai của bà này thôi thì bây giờ phía cảnh sát họ tin là cô Butler tại vì cô à, đang tranh chấp quyền nuôi con với lại ông à, chồng cũ à, thì ông chồng cũ đó trong thời gian này ông giành được quyền nuôi con nhưng mà ông lại để cho bà nội coi thì cô này đó à, thứ nhất cổ đang thuê luật sư bây giờ cổ đòi cái thời gian mà à, giữ con nhiều hơn và cổ đang muốn lấy toàn quyền nuôi con thì có thể là cái hôm đó cổ cùng với cô bạn chạy đến nhà thì gây gỗ như thế nào đó không biết mà cả hai luôn cái cô bạn chỉ là đi theo thôi nhưng mà không may xui xẻo gặp nạn chung bị cả bốn người này giết mà bây giờ cảnh sát nói là tại vì mới tìm được thi thể cho nên họ chưa có giảo nghiệm tử thi không biết là hai cô bị à, giết bằng cách nào Tuần rồi quý vị đã nghe phần tường trình liên quan đến một cô gái rất là xinh đẹp mất tích và người ta không biết chuyện gì xảy đến với cô. Đó là Noel Lynch, tên nguyên là Noel Mary Lynch. Có người mẹ và bố họ Lynch, bà Kelly Lynch. Rất là may mắn, ngày hôm nay bà đã báo với cảnh sát và viết trên trang mạng cùng báo cho mọi người biết là cuối cùng con gái đã gọi điện thoại cho bà sau khi mất tích từ ngày 3, 4 tháng 4 đến giờ phút này gần 2 uh, tuần lễ trôi qua thì ông bố với bà mẹ hôm nay thở phào nhẹ nhõm bởi vì biết rồi may quá cuối cùng khi mà quý vị tưởng tượng bố mẹ con gái sinh như thế mà nó mới 23 tuổi thôi thì hôm nay ông bố, ông bà mới nói sự thật đó là trước khi cái vụ mất tích đó, ông bà cùng với cô con gái cãi nhau dữ dội lắm. Cô con gái, bố mẹ thì sống ở miền Bắc California. Thì cô con gái đi học ở dưới miền Nam, nhưng mà cãi nhau cái chuyện gì đó đó, thì cô con gái cúp điện thoại. Thì sau đó có cái sự liên lạc nói rằng, ồ, con gái bị xảy ra một tai nạn xe và cần sự giúp đỡ mà không biết là cô có bạn hay là người thân gì ở Los Angeles hay không mà dám bỏ đi một mình. Thì theo lời của ông bà kể lại đó thì sau khi xảy ra cái vụ cãi vã rồi đứa con nó lên máy bay nó chạy mà bay xuống LA này, nó sống ở cái khu vực thưa quý vị ở Inglewood, Los Angeles đó. Thì trong lúc tai nạn xảy ra thì con gái nó không có xe gì hết thì bố mẹ bay từ ở San Francisco từ miền Bắc bay xuống miền Nam để gặp con gái. Thì bố mẹ nói rằng gặp con gái thì thấy chiếc xe nó bị hư hại nặng nề. Rồi sau đó đó thì con gái nó chỉ nói điện thoại với mẹ thôi. Rồi nó nó cúp điện thoại, nó không liên lạc gì hết. Và vì không có liên lạc được và cũng không biết được chuyện xảy xảy, 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 xảy xảy ra với con gái mình nó không nói mà tự động nó cấp điện thoại. Ông bà mới hết hờ hết hại chạy đến bởi vì lúc đó đó hai bên đã bằng đồng ý là mua vé máy bay cho con gái bay về nhà, mua của hãng Southwest Airlines. Thì họ hết hờ hết hại chạy ra phi trường LAX á để tìm kiếm để xem coi con gái thì không thấy nó lên máy bay bởi vì nói rằng Vé đó và khoảng ngày đó sẽ bay về lại uh, miền Bắc California Thì không thấy ông bà hất hớn hại chạy đến Thì đến ngay cái quầy của hãng Southwest Thì tìm thấy cái điện thoại của con gái mình Mà gọi đến thì nó không bắt điện thoại Không thấy nó đâu nữa Thì ông bà hoảng quá sợ là có ai đó đã bắt cóc con gái mình Trong lúc nó ở phi trường LAX Thì gọi cho điện thoại cho cảnh sát Đó là ngày 8 tháng 4 tuần trước nữa thì cảnh sát đã xác nhận và vì thế họ đăng cái bảng hồi nãy khi để quý vị thấy missing đó về liên quan tới cô gái Noel Mary Lynch 23 tuổi quý vị thấy ở đâu xin liên lạc một tuần lễ luôn từ ngày 8 tháng 4 tới ngày hôm qua cảnh sát vẫn tiếp tục đi tìm và họ không có cái manh mối chẳng biết cô ở đâu nữa cuối cùng con gái gọi điện thoại về và ông bà quá mừng luôn thì đến sáng ngày hôm nay cảnh sát chỉ cho biết là cô gái bình yên vô sự nhưng không biết ở đâu. Chắc có lẽ là còn giận mẹ giận bố cho nên có thể là cô đã sống ở với nhà người bạn và điểm đáng chú ý đó là mặc dù có cái việc mà missing được đăng lên đó nhưng mà không thấy có ai nhìn thấy cô gái, lần cuối cùng họ nhìn thấy là vào ngày 8 tháng 4 cô gái đi bộ trên một cái con đường ở thành phố Inglewood đến giờ phút này thì không thấy nữa có thể cô sống ở trong nhà bạn và bởi vì nếu có đi học hay cái nếu có đi làm gì đó thì chắc chắn người ta sẽ thấy người ta sẽ báo thì cô có thể ở trong nhà mà mãi cho đến giờ phút này luôn nhất định buồn và không liên lạc gì với ai cả. Bây giờ thì à, bố mẹ đã nhận được liên lạc với con gái rồi, con gái thấy mình missing như thế mà có cảnh sát đi tìm đó, chắc bạn bè cũng khuyên nhưng mà chưa biết đó, có đồng ý một lần nữa lên máy bay về gặp lại bố mẹ đấy không? cho nên cái câu chuyện này cũng là cái câu chuyện buồn trong các gia đình mà có được con gái nó như thế mà bây giờ nó không nghe lời mình như thế nào nữa bố mẹ hỗ trợ nhưng mà cái quyết định của con nó không muốn sự hỗ trợ đó thì làm sao mà làm được cái gì đây bây giờ và vẫn trong phần tin địa phương thì thưa quý vị một thanh niên mới có 18 tuổi thôi đồng thời đang là lính dự bị của thủy quân lục chiến nhưng mà lại bị bắt vì ăn cướp hai cửa tiệm à, nữ trang ở tại à, Texas trị giá lên đến hơn à, 500.000. thì à, đây là hình ảnh của Marcelo Hernandez 18 tuổi à, bị bắt vào hôm thứ năm tuần trước. thì bây giờ đó theo như phía à, cảnh sát cho biết là cái vụ đầu tiên xảy ra là vào ngày, xin lỗi quý vị vào tháng 10 năm ngoái. À, cái cửa tiệm à, trang sức David German đây là một cái hiệu à, luxury mỗi một cái món nữ trang nó trị giá cũng vài chục ngàn trở lên và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị quý thay Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714985999. Happy Jewelry chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714897600. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức là có một thanh niên 18 tuổi đã ăn cướp hai tiệm nữ trang ở tại Texas. Đây là hình ảnh của Marcelo Hernandez. Thì bây giờ theo như phía cảnh sát họ nói là cái vụ đầu tiên xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, một cái cửa tiệm ở Houston vào ban đêm đó, mặc dù là họ để cái cái cổng cái cửa bên ngoài đó là cũng rào trắng vân vân nhưng mà cái tay này vào ban đêm xuất hiện dùng cầm theo một cái cây slash hammer cho quý vị đập bể cái ổ khóa rồi sau đó đập bể hết những cái cổng cái cửa phía trước rồi y đi vào và đập bể những cái quầy trang sức này lấy toàn bộ nữ trang ở bên trong trị giá hơn 380.000 Mỹ Kim và rồi sau đó đó cái vụ đầu tiên thì cảnh sát đương nhiên họ điều tra nhưng mà họ không có thêm manh mối gì cả cho nên đến ngày 5tây tháng 4 à, lại thêm một cái vụ nữa cũng ở khu vực Texas nhưng mà lần này xảy ra ở quận Harris nghi phạm coi như là làm cùng một cái phương pháp và mặc cùng một cái bộ đồ luôn thôi quý vị à, cũng cầm cái sledgehammer đập bể cửa kiến vân vân cũng đeo cái đôi bao tay màu sọc sọc đỏ rồi chùm cái mặt như thế này nhưng mà may mắn đó là ở cái vụ tháng tư năm nay khi mà y đậu cái xe ngay trước cái cửa thì cái máy quay của cái cửa tiệm thứ nhì đó đã quay được cái bảng số xe và nhìn thấy được đó là một chiếc mercedes gla mặc dù y rất là khôn thưa quý vị khi mà cảnh sát họ truy tìm cái bảng số xe đó thì đó là cái bản số ăn cắp cho nên là lúc ban đầu đó họ không tìm được nhưng mà có thể là họ đã có những cái cách khác thì đến cuối cùng vào cuối tuần vừa qua phía cảnh sát đã theo dõi cái chiếc và CDGLA của Hernandez chạy ở trên đường và ngay lập tức họ chặn lại thì khi mà lục soát xe đó cảnh sát tìm thấy đúng y cái được cặp bao tay của cái tên tên cướp và rất nhiều nữ trang của cả hai cái tiệm y chở ở trên xe và một cái số tiền mặt lên đến 11.000 Mỹ Kim à, thì phía cảnh sát cho biết là sau khi mà bị bắt về đó thì y khai là y chỉ vừa mới hoàn tất cái boot camp của thủy quân lục chiến một tuần trước khi mà y thực hiện cái vụ ăn cướp vào ngày 5 tháng 4 à, cho nên phía cảnh sát họ báo cho thủy quân lục chiến thì họ nói là y chỉ mới là lính dự bị thôi vừa mới hoàn tất cho nên chưa chưa có được chính thức enlist vào trong thủy quân lục chiến à, may cho y chứ nếu mà có là y sẽ bị ra tòa án của quân sự nhưng mà bây giờ với cái chuyện mà ăn cướp hai vụ lên đến trên 500 ngàn Thì bây giờ cái tội này ở Texas sẽ ở tù rất là lâu Và tại New York sáng nay Ông Trump phải đối mặt Với những gì biết trước Là sẽ tới Và đã tới vào sáng nay Đây là hình ảnh mới nhất được chụp Khi ông Trump cùng ngồi với Các luật sư để nghe Hai bên đại diện của Luật sư ông Trump Và bên phe công tố viên Trình bày các bằng chứng trước ông thẩm phán Juan Merchant, ông là cũng là người đã từng đưa ra ít nhất là ba phán quyết ngăn cản nỗ lực của phía ông Trump. Thứ nhất là vấn đề immunity miễn tố. À, bên phía luật sư từ à, tuần trước nói rằng bởi vì tòa tối cao pháp viện Hoa Kỳ đang cứu xét việc miễn tố của ông từng là cựu tổng thống Mỹ. Thì miễn tố này có nghĩa là trong lúc chờ đợi phán quyết của tòa tối cao pháp viện Thì họ yêu cầu không xử cái vụ liên quan tới Hush Money 130.000 Mỹ Kim mà ông Trump đã phải trả cho cô đào đóng phim con heo Stormy Daniel Ông Merchant nói no không có miễn tố gì hết Bởi vì chưa có phán quyết gì Trong lúc phiên tòa đã được đặt ra là khởi đầu ngày 15 tháng 4. 15 tháng 4 phiên tòa khởi đầu không có nghĩa là có phiên tòa mà xử. Ngày hôm nay họ gọi là tiến trình lựa chọn bồi thẩm đoàn diễn ra. Thì trước khi mà hai bên được chất vấn những bồi thẩm đoàn, họ đã có rồi vài chục người đã nhận được giấy báo là quý vị sẽ ra hồ tòa. Họ thực sự khi mà tới tòa họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó họ biết, biết là à, đây là phiên xử của ông Trump thì những người bồi thẩm đoàn họ đã có rồi nhưng mà trước khi cái tiến trình lựa chọn bồi thẩm đoàn đó thì bây giờ ông quan tòa sẽ phải ngồi theo dõi bên phía công tố sẽ đưa ra những bằng chứng gì và phía luật sư sẽ đưa ra những bằng chứng gì hai bên phải trình bày tất cả các bằng chứng đó trước khi có cái việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bởi vì nếu mà ông quan tòa không có những cái bằng chứng đó thì tự nhiên bên phía luật sư hoặc là bên phía công tố sẽ yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng thì rất là khó cho nên họ nói bây giờ đó các bằng chứng nào có được đưa vào hay không thì sáng ngày hôm nay theo uh, tường trình có những bằng chứng chẳng hạn như là à, bằng chứng là lúc mà ông Trump gian díu với cô đào Stormy Daniel đó là bà Melania đang có bầu hoặc là các quý vị còn nhớ cuốn Access Hollywood Tape cái đoạn ghi âm mà ông Trump nghĩa là đưa ra những cái lời tuyên bố gần như là miệt thị với người phụ nữ đó nghĩa là người phụ nữ mà khi mà đàn ông mà có tiền hay có quyền lực rồi thì muốn làm gì làm với phụ nữ đó thì đặc biệt là ông quan tòa không chấp nhận đưa các bằng chứng đó vào bởi vì ông nói là tập trung vào cái vấn đề hiện nay cái chuyện hình sự này không dính líu gì cái chuyện quan hệ tình dục của ông trong ngoài hôn nhân. Nhưng mà quan trọng là bên phía công tố sẽ phải đưa ra bằng chứng ông đã dùng số tiền 130.000 này đó mà lừa đảo về cái hồ sơ kế toán. Cái chuyện đó mới là cái chuyện hình sự và khiến ông Trump vào tù. Còn cái chuyện ông mua anh bắn trả tiền cái chuyện quan hệ tình dục không nằm trong vấn đề này. Nhưng mà phía công tố nói rằng từ những cái chuyện mà ông có các mối quan hệ tình dục mới dẫn đến cái việc mà quan hệ với cô đào Stormy Daniel và thứ hai nữa với Karen McDougall. Thưa quý vị, Karen McDougall là cô đào chụp hình Playboy và ông cũng đã từng có quan hệ tình ái với cô đào này. Thì khi mà cái chuyện mà ông Trump ra tranh cử thì cô Đào đã viết lên cái câu chuyện giữa tình ái giữa cô với ông Trump và gửi cho tờ National Enquirer để yêu cầu đăng. Tờ National Enquirer tặng cho, nghĩa là trả cho cô 150.000 Mỹ Kim và hứa hẹn sẽ đăng cái bài này lên bởi vì cô nói rằng, ô với một người với tư cách là ứng viên tổng thống mà có mối quan hệ ngoài hôn nhân như thế thì không xứng đáng. National Enquirer có một công ty American Media khác làm chủ. Sau khi họ thấy được các bằng chứng như thế, họ nói, no, không đăng nữa. Và đó là cũng là một cái vụ rất là lớn xảy ra. Thì bây giờ bên phía quan tòa đồng ý để đưa cái vấn đề đó. Bởi vì sao thưa quý vị? Những cái bằng chứng này đó để nhằm mục tiêu là thuyết phục bồi thẩm đoàn trong phiên xử chính thức thực hiện xảy ra vào tháng năm tới. Thì đây là những bằng chứng, rồi bên phía ông Trump cũng có những cái bằng chứng đưa ra thì ông quan tòa phải xét. Thì cái tiến trình này diễn ra cùng thời điểm hai bên sẽ chất vấn các bồi thẩm viên. Bồi thẩm đoàn 12 người, các bồi thẩm viên này Bên phía luật sư đó họ chỉ muốn loại bỏ tất cả những người nào có thành kiến với ông Trump trước đó rất là khó. Cho nên ngồi trong cái tiến trình này đó bên phía luật sư sẽ tạo khó khăn. Nhưng mà tòa nói rằng bây giờ chỉ có hai tuần lễ để lựa chọn thôi. Không có um, một cái sự chống đối nào khác nữa. Không thể kéo dài bởi vì phiên tòa phải diễn ra. Và thường là trong cái tiến trình chọn lựa bồi thẩm đoàn đó họ có cái thời gian nhất định. Thì sau khi các bằng chứng được đưa ra trong ngày hôm nay hoặc là một thêm một ngày tới nữa đó thì họ sẽ lựa chọn bồi thẩm đoàn thì trong số này sẽ được chọn lựa ra để tìm hiểu ai là người sẽ là bồi thẩm viên chắc chắn là tên tuổi của họ hoàn toàn được giữ kín và thưa quý vị cái vụ sập cây cầu Francis Scott ở tại Baltimore hồi cuối tháng 3 đã có thêm một số những cái tin tức cập nhật đó là cơ quan FBI vào sáng ngày hôm nay cho biết họ chính thức mở một cái cuộc điều tra hình sự về cái vụ sập cái cầu này. thì chúng ta cũng biết là bây giờ đó trước khi mà FBI tuyên bố này thì hiện nay chỉ có một cái cuộc điều tra do cơ quan NTSB à, họ đang điều tra xem là cái nguyên nhân vì sao à, chúng ta nhớ là cái tàu nó bị tắt máy thì họ đang điều tra cái chuyện đó. Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Jean và Kim Thư Jury bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 Vâng thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là cơ quan FBI sáng ngày hôm nay tuyên bố họ chính thức mở cuộc điều tra hình sự về cái vụ sập cây cầu Francis Scott ở tại Baltimore. Thì trước khi mà FBI đưa ra cái tuyên bố này đó thì chỉ có một cái cuộc điều tra duy nhất đang diễn ra là của cơ quan NTSB nhưng mà là vấn đề tại sao à, cái thuyền nó xin lỗi quý vị con tàu chở hàng bị tắt máy rồi à, giống như là sau này cái chuyện mà bảo hiểm đền vân vân không phải cuộc điều tra hình sự thì FBI cho biết là họ đã xin được lệnh khám xét từ tòa và sáng ngày hôm nay à, báo chí họ ghi nhận là các agents của FBI đó đã xuống cái con tàu và họ đã thu thập chứng cứ thì FBI họ không có nói nhiều nhưng mà Washington Post là cái tờ báo mà nhận được cái tin tức này vào hồi cuối tuần đó, họ cho biết là FBI họ thu thập chứng cứ để mà điều tra hình sự là xem xem những cái người thủy thủ đoàn của cái con tàu chở hàng này đó trước khi mà rời khỏi cảng họ có biết được là con tàu có bị trục trặc gì hay không, có vấn đề gì không. À, trục trặc nhỏ hay lớn và những người này họ đã có báo lại cho giống như là à, chủ con tàu không hay là có báo nhưng mà chủ con tàu vẫn à, giống như là mặc kệ và à, yêu cầu họ tiếp tục lái con thuyền ra thì đây là cuộc điều tra hình sự tại vì nếu như mà họ biết có trục trặc mà họ vẫn đi như vậy thì có thể sẽ sau này dẫn đến cái chuyện là bị à, truy tố mặc dù chủ cái con tàu này à, tàu Dali là của Singapore thưa quý vị các cuộc thăm dò vào sáng ngày hôm nay đều công bố mức tỷ lệ khác biệt giữa ông Trump và Biden đã rút ngắn lại và thậm chí ông Biden đang trên chân ông Trump. À, từ năm ngoái và cho đến tháng 1 đầu năm nay 2024, hầu hết các cuộc thăm dò đều cho thấy ông Trump trên chân ông Biden, ít nhất là 4% điểm. Điều đó có nghĩa là nếu một cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày hôm đó thì ông Trump có thể thắng mặc dù cái sự sai biệt là 4%, tức là điểm sai số đó thưa quý vị là 3 tới 4%, nhưng mà phần lớn người ta thấy rằng lúc mà năm ngoái đó thì chưa mặc dù có những cái tin tức liên quan đến các vụ truy tố nhưng mà ông Trump vẫn còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Tuy nhiên từ lúc gần cuối năm cho đến giờ phút này đó. Sau khi phải ra tòa rồi những cái tin tức liên quan đến những cái chi tiết về các vụ truy tố hình sự dân sự rồi ông Trump thua cuộc ở vụ kiện dân sự đó thì rõ ràng người ủng hộ ông Trump bắt đầu giảm thiểu. Những người còn ngờ vực với ông Biden về kinh tế đó thì qua những cái à, kết quả về kinh tế như chúng tôi đưa ra ngày hôm nay lại cho thấy rằng là người Mỹ bắt đầu tin tưởng hơn vào kinh tế bởi vì họ tiếp tục mua sắm. Thì khi mà mua sắm như vậy đó, có thể là họ tìm được những cái món hàng không có bị lạm phát hoặc là họ vẫn sẵn lòng chi tiêu cho dù lạm phát bao gồm tiền chi tiêu trong nhà hàng và thực phẩm vẫn tăng cao như thường. Và đó là lý do mà quý vị nhìn thấy đây là cái tựa đề của những bản tin vào sáng ngày hôm nay đặc biệt là các cuộc thăm dò được đưa ra vào hôm cuối tuần và kết quả đưa ra vào sáng ngày hôm nay chẳng hạn như trên tờ The Hill đó uh, mức ủng hộ dành cho ông Biden cao nhất từ tháng 11 tới giờ. Trên tờ Newsweek, số người ủng hộ và cái số liệu thăm dò ủng hộ cho ông Trump are dropping đang giảm, đang đi giảm có nghĩa là bắt đầu giảm từ tháng 1 và tiếp tục giảm. Trên tờ New York Times, ông Biden bắt đầu thu hẹp cái khoảng cách giữa ông và ông Trump. Theo cuộc thăm dò mới nhất của The Time với Siena Poll, thậm chí Reuters Ipsos cũng đưa ra các cuộc thăm dò, hôm nay có khá nhiều các cuộc thăm dò thưa quý vị. Rồi ở tờ Financial Times thì ghi nhận á, mức ủng hộ về kinh tế dành cho ông Biden á, là đang tăng lên và điều này cũng cho thấy đó là vào một thời điểm bình thường chứ không phải như là lịch sử hiện nay khi lần đầu tiên một ông cựu tổng thống phải ra hầu tòa về tội hình sự liên quan tới số tiền 130.000 Mỹ Kim và sắp tới đây từ bây giờ tới ngày bầu cử còn hàng nhiều vụ kiện và các việc ra hầu tòa khác nữa từ Georgia, Florida tới New York vân vân. Thế thì với những cái vụ như thế làm sao một ứng viên bình thường đó là trong thời gian này họ phải dành thì giờ để tranh cử tức là họ dành thì giờ để bay đi các nơi rồi gặp uh, nhóm người này nhóm người kia uh, gây quỹ đủ hết mọi chuyện ông trump vẫn làm điều đó nhưng mà không có đủ thời gian nữa từ bây giờ đến tháng 11 bởi vì sao mỗi một ngày lại phải ra hầu tòa mà cái chuyện hầu tòa này nó sẽ kéo dài từ bây giờ mặc dầu là cái kết quả chính thức có thể chưa biết được là ông bị tội hay không tội nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy tiến trình kháng cáo cũng được đưa ra thì cái chuyện đó cái lệnh truy tố chúng không biết được là sẽ có hay không nhưng mà rồi nội cái chuyện mà phải đương đầu chưa kể là số tiền bồi thường rồi hầu tòa dân sự hình sự nữa đã ngăn cản một ứng viên có thể ra thực hiện cái việc tranh cử một cách hiệu quả trong khi ông tổng thống đương nhiệm lại thành công về vấn đề kinh tế rồi đương đầu với cái tình hình quốc tế nếu mà thành công nữa lại tăng thêm mà bây giờ ông biden không có phải lo cái những cái chuyện khác chỉ lo điều hành đất nước rồi đương à, liên quan tới vấn đề đối ngoại mà thôi đó là sự khác biệt rất lớn để cho thấy cái thăm dò hiện nay tại sao ông biden bắt đầu rút ngắn cái khoảng cách với ông biden à, với ông trump quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị mới đây một nữ tài xế lái Uber ở tại West Virginia rất là tội nghiệp bị bắn chết chỉ vì cái ông chủ nhà đó ổng tưởng bả là đồng lõa với những cái tay mà đang muốn lừa tiền ông ở trên điện thoại thì hình ảnh này là từ dashcam cái cái máy quay trên trên xe của nạn nhân thưa quý vị quay được thì trong hình đó là ông William Brock 81 tuổi. Ông sống ở West Virginia. Hôm 25 tháng 3, ổng bị những cái tay scammers uh, gọi điện thoại uh, chúng ta cũng nhớ là trong khoảng thời gian này những người cao niên ở Hoa Kỳ đó thường bị à, giống như là những cái tay lường gạt chúng gọi, chúng nói là con cháu của họ đang bị bắt cóc phải trả cho chúng một số tiền thì ông sáng ngày hôm đó ông đang trên phone nói chuyện với những cái tay lừa gạt đó thì chúng uy hiếp ông là nếu như mà không trả cho chúng mấy ngàn đó thì chúng sẽ giết con cháu của ông thì trên phone chúng đang nói là Hãy bỏ tiền vào trong một cái package rồi để ở bên ngoài sẽ có người đến lấy. Thì sau đó những cái tay lừa gạt này đó, chúng đã dùng app Uber thưa quý vị và chúng đặt bà uh, Lolita Ho uh, đi đến địa chỉ cái căn nhà này, không biết làm sao chúng biết địa chỉ của ông uh, Brock thì chúng yêu cầu là cái dịch vụ là chỉ có pick up cái package thôi rồi sau đó đem uh, gỡ đem đến một cái nơi khác để mà uh, deliver cho chúng thì bà này tội nghiệp lắm bà không biết gì hết bà chạy đến cái căn nhà này vừa mới đến trước cửa đang tìm cái package thì ông brock ổng cầm súng ổng đi ra ổng uh, lại cứ tưởng là chúng nói như vậy thì cái bà này chắc là đồng lõa đây ổng liên tục chĩa súng vào bà yêu cầu bà đưa phone cho ổng xem để giống như chắc là ổng nhìn tên tuổi rồi này nọ thì người phụ nữ này bà đâu biết gì đâu tự dưng cái ông này chĩa súng rồi bắt bà đưa cell phone thì bà không chịu cho nên là bà mới xua tay chuẩn bị đi vào trong xe để bà đi thôi thì ổng khi bà quay lưng như vậy ổng bắn liên tục ba phát thì người phụ nữ này đã gục chết và sau đó đó thì cảnh sát đến ổng ổng là người gọi 911 luôn. Ổng nói chứ tôi vừa mới bắn một cái bà là đồng phạm với cái bọn tống tiền à, bả muốn cướp tôi nhưng mà sau khi mà cảnh sát họ thấy được cái đoạn dashcam đó thì họ nói là người phụ nữ này không hề cầm dao cầm súng rồi bà cũng không có đe dọa gì ông hết cho nên cái chuyện mà ông nổ súng như vậy đó là quá đáng cho nên bây giờ ông bị truy tố tội giết người. Còn cảnh sát họ nói là phía Uber đó thì họ chỉ có ban cái account của cái tên mà đã order cái dịch vụ cho bà này đến pick up cái package thôi, chứ bây giờ phía Uber họ có thể họ đưa cái tin tức của những tay này cho cảnh sát nhưng mà cảnh sát chưa bắt được những cái tay này. thưa quý vị, thật nhanh sáng nay trên xa lộ 101 xảy ra một cái tai nạn chết người lúc 5 giờ 20 sáng. Nội vụ đang được diễn biến và xa lộ 101 đã, đã kẹt khủng khiếp rồi sáng nay thêm cái tai nạn này nữa. À, mời quý vị theo dõi thêm chi tiết chiều nay lúc 5 giờ và sau đó là tin nổi bật liên quan đến vụ xung đột Iran do Thái. À, chúc quý vị mọi ngày làm việc tận nhiều niềm vui và vào trong YouTube nhấn một nút like và subscribe quý vị.